ta sẽ có một máy của cái gì? Rồi như vậy là Gandhi solo sư tử chết dần rồi. 6 dân đến từ game thủ Gandhi, solo sư tử chết mất dần. Quả đầu đang thiết kế vài song cánh đến từ game thủ Gandhi. Xuân Thứ cũng đang solo sư tử đây. Và có 7 hero đầu đến từ Rapper. Rapper đang có hero đầu 7 con. Chúng ta đã giành chiến thắng trong kèo đó chính là solo với sơ luyến và cần phải cố gắng trong kèo 3 này nữa anh em ạ. Đấy, hiểu sẽ đưa về thì phải đúng này, hiểu vậy. Đánh cho game thủ Xuân Thứ. Đây là máy game thủ chim sẻ với những video của mình có voi. Quả đầu quả phụ ơi. Quả đầu, xin lỗi các bạn. Chấm nghe. Thêm vòng nữa đi dò của hiệu tiếp theo được đưa về. Bài đã có một voi đây rồi. Hiệu đầu 6 con, ép đầu thiết kế tại một cánh rừng thông. Đánh cho game thủ chim sẻ nàng. Ở đây sẽ là trang trại BG để cho cái thủ chim sẻ để khai thác một quả đầu của mình. Ngày mai chúng ta sẽ kèo đầu 4-4 giữa Liên Quân gồm có Mạnh Hào 98, Mạnh Hào 98 No 1 Tùng VIP, Mạnh Hào 98 No 1 Tùng VIP đối đầu với chim sẻ nắng, Gunny, Xuân Thứ và Không Được Khóc. Kèo 4-4 vào tối mai 17 giờ tối mai anh em nhá. Anh sẻ thứ Gunny với cả Khóc. Bên kia là Hào No 1. Chuyên 798 Hào Tùng VIP à? Không có No 1. Đúng rồi. Thế là Tùng VIP sẽ thay No 1, còn Khóc sẽ thay vị trí của Wizard. Kèo đấy thì cân đâu có gì đâu mà Camille kêu quay quái nhỉ. Gunny chết giận kêu bài xấu rồi. Sẻ thì đang đưa con voi này về. Đây con voi đầu tiên đến với thủ chim sẻ. Bài đấu ở đầu cánh. Không biết là Gunny map xấu như này có đưa ngang được không? Bởi vì kiểu gì anh lên muộn rồi. Đây là trên nhà BS để có thể khai thác mỏ có gỗ tiếp theo đến từ chim sẻ của quả phụ đã có đây rồi. Rồi thêm một voi nữa thì phải. Đây hai voi đến từ chim sẻ. Cảm ơn vẫn đang nghỉ ôi với Mạnh Hào. Vẫn đang không chịu làm kèo tối mai các bạn. Vẫn đang kêu kèo thịt không chân sống. Và thêm trên nhà BS nữa để có thể khai thác gỗ dành cho game thủ chim sẻ và con voi thứ hai sẽ đưa về. Bài đấu cũng ổn về đồ ăn dành cho game thủ chim sẻ với một thế bài 3 voi hai quả phụ, 3 voi hiêu đầu và quả phụ dành cho game thủ chim sẻ nắng. Và đến với trận đấu đầu tiên ở trong kèo 3-3, tôi xin giới thiệu các bạn về nhà chợ System Fan, một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng Studio để phát triển cộng đồng ở Việt Nam. System Fan là một đơn vị chuyên cung cấp các dòng quạt trần công nghiệp sải cánh lớn từ 2,4 đến 7,3 m, lưu lượng lên tới 750 m³/giờ, động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu bảo hành 3 năm, làm mát nhanh chóng, hiệu quả trong không gian rộng lớn từ 100 đến 400 m², tiết kiệm điện lên tới 70%, chỉ sau 1 năm các bạn đã thu hồi được vốn, tăng cao năng suất, chất lượng vượt trội, giá thành tốt nhất thị trường. Anh em thể liên hệ ngay qua số điện thoại hotline 0883 18886 hoặc truy cập website systemfan.vn để được báo giá một cách nhanh chóng. System Fan vì sức khỏe và môi trường Việt. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng Studio, và khi anh em mua hàng và các kênh sóng của chim sẻ nắng thì sẽ được giảm giá 5%. Rất mong được anh em ủng hộ nha. Như vậy là Gunny thông tin báo về sẽ đánh ở nhà anh em nhé. Rồi và ta sẽ đến với mặt máy của cái thủ Xuân Thứ sẽ đang cơ cấu nhau điều kiện rồi. Gunny thì là bài đánh 27 dân trừ 1 của mình đánh ở nhà. Còn Zapper thì sẽ bài đánh ít dân, 23 dân auto luôn. Phải bảo đánh nhiều dân không chơi được với anh Tàu. Bên kia thì sẽ thay đội dân quân không còn là cái thủ sâu luyến mà là tiểu Mạnh Mã vào sân cùng với tiểu Lâm và Lôi Lão Hổ anh em nhá. Có cái tích xanh cái tươi luôn đúng không anh Quỳnh ơi? Đây live stream thì mình người xem nó nét trong cổ này vỡ. Quá tuyệt vời. Buổi tối ngày hôm nay thì trên kênh TikTok game thủ chim sẻ đang vừa nhận được cái tích xanh của nền tảng TikTok. Và buổi tối ngày hôm nay thì trên kênh TikTok chim sẻ đang được nhận được rất nhiều sự quan tâm đến từ các fan hâm mộ AOE trên toàn quốc với hơn 10.000 lượt view trên TikTok, cộng với đó là những tình huống donate cực kỳ cháy máy dành cho cái TikTok game thủ chim sẻ. Sẽ anh hỏi Camille bảo thế bây giờ hỏi lại cho lại là có bình lời kéo kéo hay không, nó bảo là không. Bảo kéo tin nó không làm.
Gì này? Sao ba bạn đùa tôi à? Và ba gỗ hai này chết rồi rồi. Cụ gắn đi thì chết dân đầu, cụ tứ thì đánh ba này hỏng rồi. Mày quảng cáo video mới rồi, tí chạy free cho sẻ đó. Chưa thì cảm ơn anh. Ok anh kiểu gì cảm ơn anh. Mai kia anh rảnh nhớ qua văn phòng anh nhá. Anh em mình phải ngồi với nhau rồi đấy. Chắc chắn rồi đấy. Thay mặt game thủ chim trẻ nắng xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Vitamin Network đã hỗ trợ chim trẻ nắng để lên được tích xanh trên nền tảng TikTok. Anh Nguyễn Đăng Quỳnh, chủ tịch của team Vitamin Network AOE, cũng là chủ tịch của nền tảng MCN Vitamin trên nền tảng và mạng xã hội TikTok, nền tảng một MCN lớn nhất Việt Nam thời điểm hiện tại trên mạng xã hội TikTok. Một dân A và thứ đang bắt nhạc một năm đánh 5A luôn đã hổ đầu cánh. Cái này 5-1, cái kia 1 kia đánh rồi. Mà chúng ta bảo anh em cái kia đánh tinh tế đi, cái này này có 3 A, tôi đang bắn chạy trong kèn rồi đây này. Tham lại là 35, chắc chắn là Sơn Tứ sẽ giữ dần giữ tham, đợi đến phút 25 để chơi với con sọc sọc. Chạy đấy. Và tham lại là số là 40 ra nhà Sơn Tứ bắt quân rồi anh. Đây, Thứ bảo quản 1 rồi, anh ra bắt dần quân nó đi. Kiểu gì nó chả có dân ở gần BA đi dâng. Và hôm nay Sơn Tứ chơi 3 A thôi. Thế rồi. À, chạy đi hồi luôn cho nó nhanh. Một cái sẻ dâng chéo nó sang đây nhá. Đây là cái đủ chim sẻ. Sẻ chưa thấy nhà đầu cánh mình đâu luôn này. Sao tối thế? Người hai. Đây, vậy vừa đuổi có 7 nữa cái đủ chim sẻ. Khả năng kẹp rồi, nó chạy sẻ chạy đến 10 giờ rồi. Này gần đến 9 giờ, bạn ơi, chắc kẹp rồi. Và đây là cái thủ gắt đi. Gắn đi thế bảo 17 vào bán anh rồi, cái tên mà sẻ vừa đuổi. Bán gắn đi đang quay trở lại nhà chim sẻ. Khả năng 1 kẹp xăm đấy người, anh đi vào xăm ép 4 giờ thế nào. 1 chắc kẹp xăm rồi. Gỗ 2 đến từ cái thủ gắn đi. Bên này thì sẻ đang ốp vào nhà BA, người cầm 17. Thưa bạn, 5 nhà BA bắt đều. Đây, đang nhà BA 7 đây. Bên con sẻ dồn lên. Hãy cẩn thận có một vài con cung lờ từ nhà gắn đi chạy sang nhá. Cái tên lúc này em đuổi. Tên gỗ 2 dành cho thủ chim sẻ. 1 kẹp. Thứ đánh 3 để chủ động đi hồi luôn đấy anh em ơi. Vâng, thú này như kiểu biết rồi, bạn kẹp xăm nào, chủ động đánh ba chạy luôn á. Ảo thế. Bạn làm tôi giới hơi mãi mắt tài đấy. Đang vào nhà 7, dí vào nhà 7 bạn ơi. Bỏ qua 5 đi. Vào nhà 7 luôn. Rồi, ốp được BA 17, đó chính là cái thủ Tiểu Lâm. Bên phía đối phương. Và đây là dân của cái thủ Sơn Tứ đã bắt đầu chạy lên 12 giờ để hồi. Tham lại đợt số là 5x dành cho cái thủ chim sẻ, chuẩn bị 60. Ở nhà 15 vào kìa em ơi. 17 đang bắn 12 giờ, 15 đang vào trước cửa nhà. Tấn quân thi công sẻ vừa bị đánh chặn. Chưa thấy Thứ vào 17. Đây rồi, và sau bạn ơi, và sau bạn ơi. Rồi, tham lai là số là 55 dành cho bài đấu này. Sơn Tứ bắt đầu vào nhà người cầm 17, sẻ nhà đang bị màu 5 sang bắn. Tham lai là số là 54 và nếu như ốp được nhà 17 thì vẫn ok. Hết rồi à? Nhanh thế. Vào cái thấy hết luôn này. Chưa thấy bắn nhau đã bảo tôi hết quân rồi bạn ơi này. 554 dành cho cái thủ chim sẻ đáng. Khổ thế. Zapper bên này tham lai là 40. Gắn đi đang solo với cái 1-1. Sao đấy? Đấy là được rồi, Thứ đang bị đốt đàn rồi. Gắn đi bắt đầu vào nhà 1-1, đó chính là game thủ Tiểu Mạnh 3. Sẻ đang bị rồi bạn chơi. Kìa, yeah, đừng bắn nữa BM nữa và bắn quân thì. Vâng, dí với nhà đội bạn, sẻ đang bị 1-5 đánh, khả năng phải bay nhà. Tham lai của Gắn đi đang xuống là 76, 92 và sau khi đánh bay nhà sẻ rồi bạn chắc chắn sẽ dồn xuống nhà Gắn đi rồi. Gắn đi đang cố gắng cân 1-1. Thì có 1-1 kẹp xong, người ta không phát hiện ra anh em ạ. Map khá rộng. Hiện tại thì anh thủ đang thi đấu trong Mike Vinatic anh em nhá. 33 cũng vừa đánh Mike Vinatic và khả năng thì hồ sẽ là 1-0 cho đối phương ở trong kèo 33 này. Win rồi, 1-0 dành cho anh thủ đến từ cộng đồng Trung Quốc. Vợ chờ đợi đến với trận đấu thứ hai sau đây thôi. Thứ bị cả 1 cả 5 đấm cho dãy này lên. Gắn đi thì là bài đấu xấu lên muộn. Lại cũng chờ đợi trận tiếp theo sau đây anh em ơi, 1-0 dành cho bộ 3 đến từ cộng đồng Trung Quốc. Doanh nghiệp của bạn đang chịu cảnh nóng bức, khói bụi ngột ngạt. Bạn lắp quá nhiều các thiết bị quạt làm mát gây tốn diện tích, tốn điện năng mà vẫn không hiệu quả. System Fan cung cấp giải pháp quạt trần công nghiệp sải cứng lớn, được sản xuất trên dây chuyền hiện đại. Chỉ với một chiếc quạt trần sải cứng lớn đã làm mát khu vực rộng từ 100 đến 400 mét vuông. Quạt có lưu lượng lên tới 750.000 mét khối trên giờ, công suất chỉ từ 370W đến 1,5 kW, giúp cho khu vực làm việc thông thoáng, mát mẻ, hạn chế ứ động khói bụi, tiết kiệm điện năng lên đến 70%. System Fan vì sức khỏe và môi trường của người lao động Việt Nam. Liên hệ ngay qua số hotline 0888318886.
Rồi, anh cũng chờ đợi trận đấu tiếp theo cho đây thôi. Anh Tùng ơi, anh xem làm nào. Cam yếu bảo nó không bình luận kèo tối mai nữa rồi. Nó bảo kèo tin nó không bình luận nữa anh ạ. Cay thật. Rồi anh cũng trở lại với trận đấu tiếp theo rồi đây rồi. Rồi, đành phải đổi người thôi. Cami nó chối đây đẩy rồi thì tôi cũng không biết làm nào nữa anh em ạ. Cày. Tối mai em sẽ tiếp kèo đầu 4-4 random anh em nhá. Với gia quân của Liên Quân sẽ có đó chính là sự có mặt của Mạnh Hào, Truy Mệnh, U98 và Tùng VIP. Đối đầu với Chim Sẻ Nắng, Gunny, Xuân Thứ và Không Được Khóc. Kèo đó anh em nhận định như thế nào ạ? Tôi nhận định kèo đấy là một kèo đấu khá là cân bởi vì anh Tùng VIP là một game thủ vừa từ League 3 lên League 2. Không Được Khóc thì vừa từ League 2 xuống League 3. Chưa kể bên kia là ba game thủ League 1. Bên này thì có Gunny League 2 này, Khóc League 3 này. Rồi Sẻ với cả thứ League 1 thôi. Đấy, anh em dự đoán như thế nào về kèo 4-4 tối mai anh em comment đi em gái. Mà không hiểu sao Kami nó chối, nó không chịu bình luận kèo đấy nữa. Xin từ từ giã cuộc chơi luôn. Yes, gold, Như vậy là Mạnh Hào và Kami quyết định là từ mặt nhau. Kèo nào có Mạnh Hào sẽ không có Kami bình luận nữa. Mà rõ ràng là hai anh em vừa đồng hành cùng với nhau, song sát đỏi dưa chua 5-1 xong. Và bây giờ quyết định là từ mặt nhau, không ngồi với nhau nữa rồi. Và kèo nào có anh thì đừng cho Kami bình luận. Đây là màn máy của người cầm màu 2, đó chính là game thủ Gunny ở trong trận đấu này. Và như vậy Gunny đã bảo vệ là anh tay tay trận đầu thôi. Trận này thì không tay tay nữa. Ok. Quả đầu đã có dành cho game thủ Gunny với một mỏ quả 6 cây. Hải hỏi Sẻ xem có phải vừa đọc cái bài anh đăng hay không. Chứ còn ai nữa. Chính anh ơi. Anh quá nhanh kìa này. Anh thật là thông minh. À nhầm, anh thật là tinh tế. Và bây giờ anh bắt cả xem tướng nữa thế này. Đây chỉ cần nhìn khuôn mặt là biết là đang đọc bài mình đăng nữa rồi. Một thế bài khung đến từ game thủ Gunny với những cái dựng quanh nhà. Và đây là máy của game thủ Chim Sẻ với một vài đấu cũng đang cơ cấu mỏ quả đầu 7 cây. Một bầy hươu dành cho game thủ Chim Sẻ và những cái dựng quanh nhà nữa. Còn đây là máy của Rapper. Rapper đang có voi có hươu. À, khả năng lại là 2-3 dân đầu cánh đi dí rồi. Và như vậy bài móc binh đến từ Rapper rồi. Hiệu đầu 3 voi và quả đầu dành cho Rapper Xuân Thứ ở trận đấu này. Rồi Gunny lại bảo không thấy gì ăn nữa rồi. Rồi luôn bước điên về thôi. Bây yêu được đưa về. Và câu vòi đến Rapper thôi. Ở đây là máy của game thủ Chim Sẻ Nắng đang gặp sư tử. Hai sư tử không chết dân nào. Vòi được đưa về nhà chính luôn. Bài đấu đang có một chiếc BS tại cánh rừng thông như thế này. Đồ ăn thì chưa giò nhiều. Có thêm bầy hươu bên ngoài nữa. Thiếu một đồ. Tới từ game thủ Chim Sẻ. Hai vòi, bầy hươu đầu. Thêm màu quả là thêm hai vòi nữa. Thì ok, bài khung nhà đánh chắc nhà rồi. Chắc là Gunny sẽ dâng cho Chim Sẻ Nắng. Còn Sơn Thứ là người lan xả ở cánh kia. Chuẩn chưa? Ừ thì là bạn lăn xả được gì nữa. Rồi bài 4 voi hiệu đầu dành cho cái cục Chim Sẻ anh em nhá. Ok đấy. Rồi con voi thứ hai được đưa về đây rồi. Còn thêm hai voi nữa. Đùa bữa nhiêu này về. Ai nhầm câu nốt mấy con voi này về. Em chào anh Kiên nhá. Hello anh. Không biết là sáng mai anh Kiên có rảnh không để cho em mời anh cốc nước dừa được không đây. Mai anh em mình tiếp tục kèo xem Greg đen một dân nhỉ. Vòi đưa về cái bài đấu này. Vòi thứ ba tới từ cái vụ chim sẻ. 4 vòi hiệu đầu với một xe như vậy là quá tuyệt vời rồi.
và S2 đóng bên ngoài thì BA đóng kê cái khu vực này, còn BB sẽ bỏ ở đây đấy, giữa hai cánh rừng. Ok anh kia này, sáng mai có gì anh dậy cũng là anh gọi em nhá. Tỷ số hôm trước là 4-2 anh nhỉ, may quá tự nhiên hôm trước anh lại nhường em lại dẫn trước anh 4-2. Mai tiếp tục búng tiếp và một chiếc nhà BS để có thể ăn cả cũng cả hiêu tới từ cái phủ chim sẻ nàng. Có góc nào nữa để đóng, bắt buộc phải đóng ở đây rồi. Hiêu đang có được đó chính là 6 con, còn một con voi đây nữa rồi. Rồi chúng ta quay trở lại với máy của anh phủ Xuân Thứ thôi. Đấy, Xuân Thứ có quả phụ nữa, bài mắc rồi. Ba voi hiêu đầu quả phụ với ông xe này, 23 dân đang xả. Và trước khi đến với những cuộc giao tranh ở trận đấu này, tôi vẫn xin giới thiệu với các bạn về nhà chợ Sinterfan, một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nàng Studio để phát triển cộng đồng ai Việt Nam. Sinterfan là đơn vị chuyên cung cấp các dòng quạt trần công nghiệp xả cánh lớn từ 2,4 đến 7,3 mét, lưu lượng lên đến 750 mét khối trên giờ, động cơ đồng bộ 500 mỹ cửu, bảo hành 3 năm, làm mát nhanh chóng, hiệu quả trong gian rộng lớn từ 100 đến 400 mét vuông, tiết kiệm điện lên tới 70% và chỉ sau 1 năm các bạn đã thu hồi được vốn, tăng cao năng suất, chất lượng vượt trội, giá thành tốt nhất thị trường. Liên hệ ngay tới hotline 0883 18886 hoặc truy cập website sinterfan.vn để nhận được báo giá một cách nhanh chóng. Sinterfan vì sức khỏe và môi trường Việt. Rất mong là anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng Studio, và hiện tại thì anh em mua hàng qua các kênh sóng của chim sẻ nắng sẽ được giảm giá 5% nữa anh em nhé. Rất tuyệt vời đúng không anh em? Đấy cũng chờ đợi và rất mong là anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng Studio. Và quay trở lại với màn hình phủ Xuân Thứ. Không phải là bài đi dâng mà đóng cao thôi. S3 cho nó giống hình đánh cung đúng không bạn? Nâng chặt gỗ nào. Rồi nâng, ok. Nâng được chặt gỗ rồi. 3 cái này lỡ thiếu gỗ. Cố quá. Đầu cánh tự cường em ạ. Bắt đầu tăng A dành cho bài đấu này rồi. Vì Xuân Thứ đánh ít dân. Và như vậy 7 dâng. 7 là Tiểu Lâm. Một game thủ đi dâng A phía các bạn. Thứ vẫn là bài lên đời sớm rồi. Khả năng cao hổ cái kia đấy. 4A nâng cấp bánh xe đến Rapper rồi rồi. Vâng, Xuân Thứ gõ thẳng 5A bài 23 dân cộng 1. Năm A luôn này. Trận đầu đánh 3 thấy nhiều cụ ỉ ôi quá. Trận này thôi đánh 5A luôn cho anh em xem vậy. 5A trận anh em nhá. Rõ ràng giành mạch luôn ạ. Chim sẻ hết thời rồi. 10 giờ đêm còn có 10k view. 10k view chỉ trên fanpage thôi anh ơi. Trên TikTok cũng gần 10.000. YouTube đây là bao nhiêu đây? YouTube này cũng hơn 2k. Voi các bạn này. Mà không có tay nhỉ. Tôi mệt bạn quá này. Và như vậy là cố nhặt thêm con voi này về. Không có tay nhưng mà quyết định là biến cho nó thành có tay. Và tân đợt đầu tiên đã có đẩy đi dường như màu 8 đâu cái. À không, sẽ do màu 41 à. Rồi tân đợt đầu tiên đẩy đi 5A đến từ Zapper. Và các bạn ơi, voi nhà BA của đi ở cái bên kia. Ai đầu cánh xuất thứ đây? Chưa gặp ai cả. Đâu, 7, ở 7 dâng chéo nhá. 7 dâng chéo, 7 dâng chéo, 7 dâng chéo. Bạn ơi, thì bây giờ sắp 4A thôi nhưng mà vẫn ra dân bạn. Mình không ra dân, mình biến thành ra rừng dân đi. Rồi đây là dân người cầm bầu 7. Hãy trải nghiệm lên ạ, sánh đạp bắt trương nhá. Còn anh Yên Quang Gánh đã gửi tặng chim sẻ nắng 10 sao ạ. Bầu 7 này là người đi dân Nga, cái này màu 6 đắc kê, bầu 7. Đó chính là cái thủ lôi lão hổ. Đếm ruộng nữa đây từ rapper đây rồi. Và đây là dân người cầm bầu 7 đang liềng xiểng giữa map. A về nhưng mà không thành công. Bây giờ màu 6 đang truy sát thêm cùng đời với thủ Xuân Thứ. Rồi 3 đơn rồi. Vào hổ luôn. Tham lai là 4x dành cho bài đấu này. Và đây là cung của những thủ Xuân Thứ đang va với lôi lão hổ. Bộ 7 đang ăn hoang bên phía nhà lôi lão hổ luôn. Xuân Thứ là 5A dí vào. Điều R. Cũng mới mất một vài cung đờ và màu 6 bộ 7 chạy hết rồi nhá. Gì? Không em sao? Dâng ngà về của tôi này. Tránh tít mít nhá. Tham lai 4x thì Xuân Thứ đang cực kỳ sát thương ở đầu cánh này. Trong khi đó bên kia xin trẻ và Gandhi đã kết hợp nhau và trẻ vừa có pha 7E ăn được rất nhiều cung đời cầm 1-1. Sạch như chùi gặp. Và mình đông hơn thì bạn cũng chạy luôn. 51/56 là thằng này tại những cái đủ chim sẻ đang bo lại mặt sau của mình để tránh hiện tượng bộ 7 lao vào móc. Nhưng bộ 7 cũng đã bay hết nhà rồi, chạy hết dân rồi, mất hết lực rồi. Giờ thì cần có một công nghệ đó sẽ gỗ 2 dành cho cái đủ chim sẻ sau đó tăng A. Tham lai là số 52/56 dành cho cái đủ chim sẻ nắng đây rồi. Và đây là một máy của cái đủ Gandhi. Gandhi bên này tham lai là số 50 đang bắt quần người cầm bộ 7. Đây nhà BA bên phía các bạn. Bộ
bây giờ con bên này đã đi công được một cứu. Và giờ Nga vẽ ruộng ở nhà đấy từ gắn đi nữa. Này. Bò kín nhà ra ruộng đấy từ cái gắn đi luôn. Đây là đáy của Sơn Thứ. Ấy. Và trong cánh đến từ cầm bóng 6 đang phải phát dần ra để vùng Sơn Thứ. Bỏ đây chỗ này bắn dân đối phương luôn. Một bài đấu cân đôi cánh này đến Sơn Thứ khi bóng 7 là người đi dâng Nga. Bắn xong bóng 7 vào ốp bóng 6 vẫn chết. Tới từ đường Rapper cực kỳ căng. 6 trận đấu đầu tiên đánh 3 này anh em đang cảm thấy hơi ngợp trận này. Sơn Thứ quyết định giã 5-3 với bài 2-3 dân của mình. Và là thúc cả bóng 6 luôn rồi. Nên cả hai anh em của đội bạn ở cánh bên này luôn. Có quay máy gắn đi cho anh em. Gắn đi đầu bị nhốt A nên em không muốn quay. Cũng hơi nhiều thao tác một tí. Quay Sơn Thứ đang giã đây. 2-3 dân 5-3 đánh gãy hai nhà rồi 6 bên này gãy nhá. Nó gãy đây. Và thăm lại là 45 thì bài đấu này. Cái là tạt hẳn sang cái bên kia không? Vâng, thăm lại là 47. Đấy rồi, quả được 7 ở giữa bản đồ rồi. Sơn Thứ đang quản lại bộ 7 hộ Gunny. Gunny thăm lại 60. Thằng này cũng đang rất là to. Bộ 7 đang di chuyển phía chim sẻ thì phải. Có một tơn xanh cho sẻ đấy. Gunny đang đuổi phía sau. Đấy rồi, bán hộ cái. Bạn đến nhà BA luôn. Đây là máy của chim sẻ với tham lai đơn số là 68 và đang đẩy bay nhà cầm 1-1 với bạn và chiến thắng sẽ có cho chúng ta thôi. Tỷ số nhiều khả năng sẽ được của mình một đều trong kèo 3-3 này. Cửa thắng ta lên tới số 80% rồi. Sơn Thứ bắn quá sát ở cái bên kia. Cái bên này thì sẻ và Gunny kết hợp cùng với nhau đỡ màu 7 và úp màu 1 với bạn. Anh ơi ra nhà sẻ cái anh ơi. Gunny ơi. Anh ơi. Đây để phản hồi phải nói chuyện với nhau nào. Giao tiếp nhau chứ. Hỏi cụ không nên nói gì cay ghê trong nghe chính ấy nhá. Vâng, tham lai đơn số là 67 đến vụ chim sẻ rồi. Và tôi nghĩ là tỷ số sẽ một đều rồi. Đặt hốt cũng là 17 và kéo quân về đây. Bóng 6 cũng dồn lên nhà chim sẻ luôn rồi bạn ơi, tất tay để đấm chim sẻ nhá. Đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi. Đó đi có mấy con rồi bạn ạ. Chắc từ từ. Ok bạn, vào đó đây. Đây, cũng là tầm 1 đang lao lên thì có tàn quân đến từ game thủ Tiểu Mạnh Ma. Trong khi đó đây máy của game thủ Gunny. Gunny bên này tham lai đơn số là 68. Vâng, đây là bóng 6 đang chạy đến nhà bia Gunny nữa. Gunny còn BC nhà chính. Dĩ bắt cả bóng 7 hộ chim sẻ luôn. Sẻ bắt nhà đi, bên ngoài Gunny đỡ rồi. Vâng, anh Gunny dâng A nhưng mà ruộng ở nhà thì cả kích. Lại còn BC bung nhà chính ra nữa. Và bơm đồ cho chim sẻ một tơn. Rồi, 200 thịt và tỷ số là 1 đều. Không cửa thua mà anh em, Sơn Thứ khỏe đến kia thì ai chịu được. 1 đều kèo 3-3 anh em nhá. Ba nhà tham đều to như thế này. Chúng ta cũng chờ đợi với trận đấu tiếp theo sau đây anh em nhá. Tỷ số là 1 đều trong kèo 3-3 rồi, rất ok đúng không ạ? Dương Nga rất nhiều rất bản đồ đến từ Gunny này, chết tôi rồi. Vâng, Dương Nga thì Dương Nga 50 dân. Chờ đợi trận tiếp theo sau đây thôi. Doanh nghiệp của bạn đang chịu cảnh nóng bức, khói bụi ngột ngạt. Bạn lắp quá nhiều các thiết bị quạt làm mát gây tốn diện tích, tốn điện năng mà vẫn không hiệu quả. System Fan cung cấp giải pháp quạt trần công nghiệp xả cánh lớn, được sản xuất trên dây chuyền hiện đại. Chỉ với một chiếc quạt trần xả cánh lớn đã làm mát khu vực rộng từ 100 đến 400 mét vuông. Quạt có lưu lượng lên tới 750.000 mét khối trên giờ, công suất chỉ từ 370W đến 1,5 kW, giúp cho khu vực làm việc thông thoáng, mát mẻ, hạn chế ứ động khói bụi, tiết kiệm điện năng lên đến 70%. System Fan vì sức khỏe và môi trường của người lao động Việt Nam. Liên hệ ngay qua số hotline 0883 18886. Chúng ta cùng chờ đợi với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ 3 ngay sau đây anh em ơi, 1 đều. Hôm nay đánh hơi muộn anh em ạ. Không có tay thì làm cho nó có tay cái gì nữa. Cảm ơn anh Nguyễn Như Anh nha, thank you anh rất nhiều đã gửi tặng em ly cà phê ạ, cảm ơn anh. Ok anh Giai ơi. Rồi, các anh cũng trở lại trận tiếp theo, tôi sẽ đang bị lag tí anh em ạ. Vào lại cụ ơi. Tập trung đi. Em tránh Đức Căng Ta nhá.
Ok anh Nguyễn Như Anh ơi, em cảm ơn anh rất nhiều. Thank you anh. Yes, go, 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 please. Rồi như vậy đây là vòng 6 đến từ phủ chim sẻ. Sơn Tứ bảo thấy Sơn Tứ đang ai hay đội bạn đánh soi Sơn Tứ thôi. Làm vòng đi dò thì bài đấu này. Ồ, câu chuyện với anh em Vitamin tôi đang buồn cười quá rồi. Nhưng mà thôi, câu chuyện này không kể cho anh em nghe được. Tôi sẽ lưu hành nội bộ. Để mỗi khi mà anh em Vitamin thua thì tôi sẽ lôi ra để tôi ỉ tiếp. Làm vòng đi dò thôi. Một bóng quả đầu 7 cây đến cái thủ chim sẻ nhét dân vào và cơ cấu chiếc Bigger. Rừng quanh nhà là một rừng già, một rừng dừa, một rừng thông. Chấm ghê. Một lần nữa xin thông báo với anh em vào lúc 19 giờ tối nay chúng ta sẽ kèo đồ 4-4 random Liên Quân Vitamin cộng Tùng VIP đối đầu với Swagger Gaming. Người ra quân sẽ có đó chính là game thủ Mạnh Hào U98 truy mệnh của Tùng VIP đối đầu với Chim Sẻ Nắng, Xuân Thứ, Gunny và Không Được Khóc vào buổi tối ngày mai để phục vụ anh em. Những bước giò đầu tiên dành cho game thủ Chim Sẻ Nắng ở trận đấu này. Làm vòng đi giò. Chưa đổ đùa về, quả đầu đang có 7 cây đây rồi. Hai dân đi dò không thấy voi yêu gì luôn. Gandhi bảo vệ bài kín lắm. Em lấy mình thủ Gandhi. Phải đấu rất kín. Quay sang hỏi chim sẻ nào cũng bài kín lắm rồi. Nhưng sau đó anh lại báo là thôi anh vẫn dâng nhẹ. Ok anh. Dâng thôi. Yêu vậy đến từ cái thủ Gandhi. Sẽ có đưa mấy con điều này về. Sắp tới thì còn có cả cái bạn Aoe đi 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 cái gì sân rửa sẽ nhở. Không biết đọc tiếng Anh như thế nào nữa. Thôi, lùa mấy con điều này về, dành cho anh thủ Gandhi hiệu bài. Return of Rome. Đó là quay trở lại thành Rome đây à. Ok, bấy nhiêu được Gandhi đưa về thành công rồi, bài bắt đầu thôi. Gỗ đã thừa. Đây sẽ chiếc nhà bé đầu tiên đến từ cái thủ Gandhi. Bài đấu này sẽ tiếp tục là người đi dâng A anh em nhé. Còn có gì nữa không anh? Và như vậy thông tin bảo vệ bài Gandhi hai quả phụ rồi. Đây, một mỏ đây, một mỏ nữa đâu. Đây nữa, ok. Xuân Thứ. Xuân Thứ đang có chiếc PS và BG để ăn quả đầu. Một bài này theo kiểu thịt vào hiệu trước thì nó rapper. Quả đầu nó hơi dốc một chút. Một quả 6-7 cây gì đó. Thêm một quả phụ nữa để từ cái thủ Xuân Thứ này rồi. Thịt của Xuân Thứ này luôn. Tránh hiện tượng cắn vần. Hai quả phụ để cho Xuân Thứ ở trận đấu này. Và suýt đi luôn. Trận trước bên mình thắng anh ơi. Bên kia nó cứ hô liên tục thế này, cày thế nhờ. Đây, chiếc MPG này có thể khai thác một quả của mình dành cho game thủ Xuân Thứ bài hai quả phụ bầy hiêu đây rồi. Và chúng ta đến với game thủ chim sẻ nhưng mà nó cũng có một quả chen vào mỏ đá. Và không biết nhặt đâu được đôi voi về nhưng bài cũng ổn về đồ ăn luôn. Và bài này sẽ được cắt đi dâng A cho đầu cánh anh em nhá. Có điện thoại. Gì? Long à? Và Xuân Thứ bảo vệ lỗi mất mấy giây rồi. Ok bạn ơi, mấy giây là chấp nhận được, không sao. Thêm một bấy nhiêu nữa thì anh đủ chim sẻ ở S nhân đôi. Rồi, giải quyết bấy nhiêu này thôi. Quá hợp lý rồi. Và trước khi đến với tình huống giao tranh trong trận đấu này, tôi xin giới thiệu với các bạn về nhà chợ System Fan, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio để phát triển cộng đồng ở Việt Nam. Nhà chợ System Fan tôi là đơn vị chuyên cung cấp các dòng quạt chân công nghiệp xài cánh lớn từ 2,4 đến 7,3 mét, lưu lượng lên tới 750.000 mét khối trên giờ, động cơ đồng bộ Nam Châm vĩnh cửu bảo hành 3 năm, làm mát nhanh chóng, hiệu quả trong không gian rộng lớn từ 100 đến 400 mét vuông, tiết kiệm điện lên tới 70% chỉ sau 1 năm các bạn đã thu hồi được vốn, tăng cao năng suất, chất lượng vượt trội, giá thành thì tốt nhất thị trường luôn. Anh em có thể liên hệ ngay qua hotline 08883 18856 hoặc truy cập website systemfan.vn để được báo giá một cách nhanh chóng. System Fan vì sức khỏe và môi trường Việt. Hiện tại thì anh em mua các sản phẩm tới từ nhà chợ System Fan qua các kênh sóng Chim Sẻ Nắng sẽ được tặng mã giảm giá 5% nha anh em. Rất mong anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và quay trở lại với trận đấu này. 26 dân đến từ cái thủ chim sẻ ở đây hôm nay của rapper. Rapper thì là bài 24 dân cộng 1. Em đợi lỗi một tí. Thêm một chiếc BG nữa. Bên kia có một người đánh 23 dân đó chính là Tiểu Lâm à. À lôi lão hổ. 23 dân dâng A rồi. Thêm một dân xem nhà nào đồ cái nhã nào. Để đi dò nhà nó thì nó đỡ bắn mình rồi. Thêm hai voi nữa đây.
7 nha. 27 dân cơ à? Lên muộn sao hôm nay bị ông Tiểu Lâm này thứ bắn rồi thì... nhưng mà cẩn thận hổ cho Nga cánh bạn đấy. 23 dân chắc đầu cánh cắt đi rồi. À đầu cánh xẻ đấy. Cứ để đấy luôn à. Ghê. Giao tiếp nhiều lên anh em. Đây là PA thứ 4 đến từ game thủ sân thứ thôi. Nhẹ nhàng thôi anh gắt với em à. Cày ghê. Như vậy là màu 7 đúng không? Vẫn màu 7 à? 7 đầu cánh đấy. 27 dân. 8% đấy. 5 ma đến xuân thứ rồi. Hôm nay chưa có không đây ruộng này. Hơi ít ruộng ở nhà đến từ người có 7. Chưa thấy nhà bây giờ mà 7 luôn. Ok. Thêm đôi voi nữa đến từ cái vụ xuân thứ đây rồi. Đưa một dân sang nhà bạn đi lượn vòng. Rồi đi ăn hoa. Đợt đầu tiên 5 ma. Và như vậy sẽ bị hổ bắn luôn rồi. Đây cái vụ chim sẻ. Lôi đáo hổ. Người đi ra ngang trận đấu này. Vừa mất một dân đấy từ chim sẻ. Và đang phải giật tơ đầu về. Lôi đáo hổ chạy đá luôn. Ảo đấy. Đợi đồng đội à. Vâng vào bắn một dân trong té luôn. Và đã có hai tơ đến từ lôi đáo hổ và nhà chim sẻ rồi. Hổ đâu cánh. Tháp lai chim sẻ đang số đó chính là 36/40. Và đang cố gắng tụ quân và đang đứng đốt e chim sẻ rồi. Tơ thứ hai. Đang đánh thủ toàn tập đây. Một lên luôn đây nhá. Tiểu bánh mã lên luôn đấy. Và tham lai là 41 đến 7 đầu này. Đây là máy của game thủ Xuân Thứ đang tạt vào nhà của Sinh Đô đang đấu quân lên cầm 7 giữa bản đồ. Đang thịnh tạt nhưng mà bạn đã đánh chặn đây luôn rồi. Hay nhỉ. Hẹo thật đấy. Đứng giữa bản đồ không thứ vào trong quản luôn. Và còn bo cản mặt nữa thì chắc BA nó cũng kiểu gì. Đây là máy của game thủ Gunny. Gunny đang gọi chim sẻ đang dồn con lên khi đang bắn trong nhà người cầm 4. 4 đánh 2-3 dân đầu cánh. Ui. Ở nhà Gunny bị 1 bắn dân đau quá. Ui. Bị bắn quân luôn. Hôm nay 40 cho game thủ Gunny. Và tham lai là 40 dành cho bài đấu này. Đấu đánh với Trung Kiên nhá. Và sẽ đang xin gỗ, gắn đi sẽ gửi bơm. Sẽ mốc 6. Đây là bắt quân 1-4 đến thủ chim sẻ đây rồi. Giờ năm hàng Gani đang bị chơi. Đây cung đường với cặp 4 bên phía bạn game thủ lôi láo hổ sẽ tham gia đường số là 6x rồi. Đi qua nhà VA của game thủ Gani. Và như vậy là anh em quyết định hô tất cả vào nhà 4 của tuyển bánh mã luôn. 7 nữa. Không giết được, nó đánh thủ. Và anh em đang gọi vào nhà 4-1. Vào 1 đi. Gani tham gia 40. Đi 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 vào 1 đi anh ơi. Đây nhà bè một bên dưới đây đây Gandhi sau rồi bắn đi sẻ đã đến rồi ôm luôn và số thứ đang ở phía sau sẻ đang lao vào bên trong nhà đối phương với tham lai 70 của mình và số thứ đang gọi chơi Gandhi vào trong anh ơi đi qua bia là vào được luôn đây này. Ok anh bắn luôn đi bắn và bay một luôn đi 7 đi quân qua nhà bạn để báo nhá. Đây 7 cứu sau kê bạn đỡ 7 đi sẻ đang lao bên trong cùng Gandhi để có thể bắn fit 1-1 luôn ở trong tình huống này. Đuổi vào 3 giờ đi anh ơi. Những con nông dân vào cung đường cả 1-1. Một tơ đi quân đột biến dành cho 3 game thủ chúng ta chỉ ốp vào nhà của game thủ Tiểu Bánh Mã. Tham lai được số là 80 cho game thủ chim sẻ 1-7 sáng cứu đấm cả 1-7 luôn. Và như vậy là quay định quay lại chơi luôn 1-7. Anh đuổi 1-1 anh Gani. Và Gani không đủ lượng quân để đuổi 1-7 đâu nhá. Nếu mà cảm giác không đấu 1-7 thì lùi đi ở nhà bị vào kia. 1-4 đang lao vào nhà game thủ chim sẻ. Đó chính là game thủ lối lão hổ. Tham lai 80 dành cho game thủ chim sẻ. Bắt 7 trước này. Sẽ đang dồn lên đây rồi, đây mẫu 7 sẽ nằm xuống với những con cung lửa của mình. Và phải đỡ trong nhà tới cái thủ chim sẻ. Và tham lai đường số là 72. Đây là máy của cái thủ sân thứ với tham lai đường số là 45. Như vậy là bắt hết toàn bộ tân quân người của mẫu 7 đi rồi. Ừ.
Và tham lai đơn số là 50 dành cho rapper Xuân Thứ và bắt đầu quay trở lại những mẫu bảy và chuyển sang BL đi rồi khi mà mới phút 23 đứng sắp ra bộ nhá. Ok ok xây trước đi. Đây dân của game thủ Gunny. Gunny tham lai đơn số là 29 đang quả lại cầm bộ 4 với phía đối phương khi đội bạn vừa đấm nhanh chim trẻ một tơn. Đấy, xoài tham cho mình kêu nhiều dân không. Một vẫn còn tham nhá, 7 cân sẻ. Một vẫn còn tham, tham to đấy. Bạn đang diện được công tác đánh 7 thì cứ quạt đồng tơn đi. Tham lai đơn số là 70 thì tư game thủ chim sẻ 7 và sẻ cân nhau rồi đấy. Đây là máy của rapper, quyết định quay lại quản 1-1. Xong được rồi. Giờ này đến lúc ra là được. Đến công giáp dần đi thôi, 3L. Chuyển sang sắp đơn thôi anh em. Đến phút 25 ra được chuyển sắp đơn rồi. Đây là máy của game thủ chim sẻ với tham lai là 71. Sau đó thì bên này Gandhi cũng đang bắn trong nhà 1-1 đây. Đang bắn được xong lộ chính 1-1 nhá. Đây. Đấu quân không? Đấu quân không? Bạn đấu quân không? Có đấu quân không? Đấu đây, Xuân Thứ đấu phía sau rồi. Giao tiếp đi. Xuân Thứ đã bắn được mặt nhà BA vào anh Gandhi ơi. Dí qua ruộng đi. Gandhi bắn sau bạn nhá. Và bạn phát hiện nhà BL của game thủ rapper. Dí quân đâu kìa. Tập cho anh quân đi. Xẻ đến bắn đi kìa. Đây đội chính xẻ. Xẻ bên này tham lai 7x và vẫn đang bị 1-4 thỉnh thoảng ngoáy ngoáy. Khi mà chưa bo được cái mặt kia thì đội bạn vẫn đang móc máy trong nhà ra khá là khó chịu. Nhà hơi rộng anh em ạ. Rồi một lại bay một tập nữa. Chúng ta không thể để cho đội bạn về cái thế hai chủ lực được. Đang cơ cấu đây rồi. Xuân Thứ đang móc 7 rồi. Lên đầu máu đến từ cái thủ chim sẻ. Một 7 to thế nhờ. 7 siêu to ấy nhờ. Tham lai của chim sẻ đang số là 80. Cơ cấu ra ruộng để cân lại mọi người cầm 7 với đội bạn. Đây dân 1-1 đây, quân 1-1 đây. Đội bạn 1-1 bay nhà rồi. Anh em cố gắng móc 7 để sẻ đứng thủ lên 4. Với cái thế trận này chắc sẻ đứng thủ lên 4 thôi. Thì hơi khó để có thể đi ốp nhau 7 thời điểm hiện tại nhưng mà lượng quân của bạn và lượng tham của bạn to như thế kia. Xuân Thứ sẽ cố gắng tận dụng những đơn vị sóc đơn của mình để ngoáy vào nhà người cầm 7 phía đối bạn. Với cái tham lai là số 5x bị đốt BL rồi thì phải. Đấy xây mới. Đấy 3L mới. Gandhi sẽ đi quảng lại người cầm 4 nữa. Em cắm cooler chạy quanh quanh nhà mình xem nào. 4L đến Xuân Thứ đây, dân 1-1 chạy về 7 rồi đây rồi. Có 1 luôn. Tham lai đơn số là 53 đánh cho bài đấu của rapper Xuân Thứ. Bài đánh đầu cánh. 4BL, sắp đơn. Đang dồn dân 1-1, đội bạn đang muốn hồi. Kìa, tóm. Không kịp đuổi theo vệ đến nào vậy, kìa lùi bạn này. Tham lai đơn số là 50 nhờ bài đấu này. Xem có cái điểm hở nào mà dí sắp đơn vào thì tuyệt vời. Trái Nguyễn Đình Chính nhá, chào anh em. Vâng, 68 dân đến từ cầm 1-7 rồi. 1-4 đã bắt đầu phát hiện ra nhà BL của rapper. Ở đây là máy thủ Gandhi với tham lai là 23. Thế thì chỉ có mỗi sẻ thôi đấy. Đồng đội không ai nhiều tham đâu. Đây là máy của game thủ chim sẻ. Sẻ bên này tham lai là 111 rồi. Đông đấy. Tránh Dương Chiến ạ, tránh Minh Vương. Bắt đầu bùng nhà chỉ cho đào vàng xem đội bạn đào bao vàng anh em ơi. Vâng đã đủ vàng đấy, cầm 7 khả năng kích 4 thôi. Vừa kích 4 vừa đi ốp sẻ một tơn rồi. Bỏ bị ca nào. Nhưng mà đánh kiểu đời 4 như này cũng căng bởi vì sẽ không thể nào để one hit 1-7 luôn với một thế trận lên 4, khả năng lên 4 sau. Nhưng mà đồng đội bên phía đối bạn sẽ hồi kiểu nhiều hơn. Sẽ lên Đình Tuân ạ. Kích nhá. Ở kích 4 rồi đấy. Xuân Thứ đã bắt đầu xúc được dân người cầm 1-7 đây rồi. Rất nhiều dân. Đây, cả một hồi trong này cũng bị tóm đây rồi. Sẽ với kích 4 rồi tí ngay. Đây là Xuân Thứ đang bị đốt. Rồi bạn đang cảm thấy rất cay Xuân Thứ và quyết định đi đốt hết nhà Xuân Thứ rồi. Đốt thì lại chạy. À sọc đơn liên tục. Để chém quấy, chém móc máy. Rồi lọt nhà đội bạn này. Đấy lại 3 sọc đơn vào tiếp. Đấy. Rồi lọt nhà. Gửi đơn giữa ruộng chính luôn cho nó mát. Vào ruộng, đây vào ruộng, đấm ruộng, đấm ruộng, đấm ruộng, đấm ruộng. Đây. Này. Nói chưa. Ôi giời ơi. Các cụ ơi, lên 4 xong nhá. Một khoai ruộng mới lên rapper. 7 mất nhiều dân lắm nhá, mất 30 dân này. Ui rồi dân này anh em ạ. Ui rồi ôi, nhậu đi. Say sưa luôn anh em nhá. Quá nhiều dân được phía đối bạn dành cho Xuân Thứ. Và tiếp tục là những đông dân được phía đối người cầm 1-7. Một đã về hồi bên trong nhà 1-7 rồi. Xuân Thứ đang ăn được rất nhiều dân 1-7 các bạn nhìn này. Sọc đơn rồi cung rờ vào cái tỉa dân rồi. Này, ý là bạn đánh bóng này thôi làm tạm 5 dân nữa vậy.
Chiêu quân cũng phải ăn 5 lần nữa đội bạn. BC thì có rapper. Đây nhà BB phía đối phương. Và tham gia cho tự lên số là 27. Trận đấu này vẫn tham hơi sâu bạn ơi. Đây là máy Gunny với tham gia 34. Rồi bắt đầu về nhà chim sẻ đáng kể hồi đại đến cái vụ Gunny rồi. Đây là máy của chim sẻ. Còn đang đóng BL. Một đang lao vào nhà với chim sẻ đáng kể hơn. Đó chính là game thủ của tiểu mạnh mã. Bắt đầu xin những đơn vị sóc đơn và hot ra để kê nhà. Ok. Muốn vào đường nào ấy. Ăn thủng vàng hay sao. Ở đây đi qua BL vào. Chưa thủng vàng nhé. Ăn vàng thì nó bắt hết mới cùng bổ 4 đi. Đừng bỏ qua rồi. Đi đâu nữa. Hôm nay là 160 đến cái thủ chim sẻ rồi. Thế trận đời 4. Gắn đi về hồi nhanh nào. Cống 7 giáp 6. Ok. Cùng nhà chính ra. BS nữa. Để lên giáp cho cùng đường. Bởi vì lên giáp cùng đường, lên giáp cho hot. Bởi vì đội bạn cũng sẽ có đạp đôi thôi. Sẻ bên này hôm nay 160 rồi. Thế trận phát triển đời 4. Bỏ cái rừng xấu trong nhà. Và xem là BE này cũng bo được bằng nhà cứng anh em ạ. Rồi bạn đã bắt đầu có đạp đôi để đẩy chim sẻ rồi. Một tên sát tường đây nữa. Mau lên, mau lên, mau lên, đi quần anh em, mau lên. Bồn cũng đang dồn lên nhà sẻ vé đi. Nó có này cũng kín rồi. Cả bộ 7 bắt đầu di những con cung rửa và chuẩn bị có đạp đôi đến nhà chim sẻ. Chúng ta đang chờ hóa đạp đôi. Đấu thế nhỉ. Rồi giáp 6. Ở mặt 12 giờ vẫn bị đồ đầm tiếp nhá. Đồng thế. Cả 4 gặp 1 lao vào mặt này nữa. Và tham gia chim sẻ 170. Đạp đôi đã bắt đầu có đây rồi. Là bắt hết mấy con cung này rồi. Cung rửa cầm bầu 40 phía đối phương đang lao vào. Sẻ đang căng ngang nhà của mình để không cho đối phương đâm sâu hơn. Nhưng mà cả ruộng gắn đi đây nữa. Bắt đầu bò BB. Đạp đôi đội bạn đang tràn vào. Quấy lên quấy đều đi hết đạp đôi bạn ơi. Rồi xong cả hot cả đạp đôi dành cho cái vụ chim sẻ. Giáp 6 vừa được nâng cấp. Rồi nâng lại giáp 6 xin lỗi. Giáp 6 cho hot. Đều thủ đạp đôi đối phương và vẫn thủ được tuần này thoải mái đây. Tăng lờ nào. Ui thêm đạp đôi nữa đội bạn dí vào. Tham mình đè đến mạnh luôn. Bộ 7 đang top tham. Bộ 1 có bất tơn hồi nhà có bất tơn ở trong 6 giờ. Ở trong nhà của đội bạn nữa. Và tham gia 170 dành cho những thủ chim sẻ đấy rồi. Sẻ này em nhiều đồ quá, mới bước cho anh em không? Rồi đấy Hưng ngồi hồi đấy, em nhiều đồ quá kìa. Hưng gắn đi kích 4 luôn đấy. Rất nhiều đồ. Lượng đường rất nhiều, muốn lại tiếp tục máy ở đây nữa. Lại một cái BB nữa vào đấy nào. Đường máu vô nhà, vậy e. Đấy cái thủ chim sẻ, rồi đạp đi. Tăng L. Phải tăng nhiều BL hơn nữa, lực đang quá khỏe đấy chim sẻ rồi. Xem cái BL vừa mới xây đang cháy kìa, xem có hủy đi không. Nhà chính ra để ăn gỗ. Rồi đạp bạn 1-1. Thấy rồi người đang bắt. Rồi mấy con rồi. Đấy sẻ vào vàng. Từ nó mất tay quá. Bảy lao vào khó chịu quá. Đấy chiếu 400 vàng thôi, thủ gắn đi. Chỉ có 1 vàng để bơi gắn đi luôn. Đây kích đi. Nhà chính ra ăn gỗ nhiều hơn. Đạp lại 1-1 ở nhà chính. Và nếu được thì đi thẳng một tơn từ nhà 1-1 xuống 6 giờ. Đó là cơ sở của đội bạn nữa. Đó, 188 đến từ cái thủ chim sẻ. Đóng BL mặt này để không cho đối phương bóc vào nhà của Gandhi, cơ sở của Gandhi. Tuần thứ thì bên này tham là Gandhi tham lai 5x rồi. Tuần thứ xây lở trong nhà màu 7 anh em ạ. Ok, rồi xung đô đi bạn. Bạn lên công 4 chưa? Đấy, trời ơi, sẻ bơm cho xuống thứ đi bạn lên công 4 đầu máu chọc cho nó đau cái. Ăn nhiều dân lắm rồi đấy, trận này phải kín mấy trăm rồi đấy. Đấy, bạn nâng luôn đi. Đầu máu luôn. Công 4. Rồi đầu máu, ok. Rồi đấy, đi nhà, nhậu đi. Đục e, đục ủng đi, quản rừng đấy, rừng kém nhà nó sống rồi đấy. Đây ăn máy của cái thủ Gandhi. Gandhi đã lên 4 xong, à chưa, chuẩn bị lên 4 xong. Xong mạnh lại dần một tơn đến rồi cái thủ Gandhi. Anh Gandhi lên 4 đánh đáp đôi tiếp. Bên này thì sẽ tham lại là số là 214, chưa đi quân mà. Bây giờ bắt đầu đi, và đã đi thì đã đi rất đông. Mình nghĩ, đấy rồi, đã phải lên cơ sở mọi người có 1-4 luôn. Đợi đi đánh dài ơi. Đây, ui giời dạy BE này em đạp vào đi. Phê. Phê tận nóc luôn anh em ạ. Đấy, đấm một tờ này rồi. Đây, bơm nhanh dài khỏe, móc binh luôn được chưa. Bò toàn BE đội bạn nhưng mà vẫn sẽ lụng thôi. Nhóm này có mấy con hiều, bò hộ cái. Này thì bò, ấy à, vẫn bò được, thế thôi đi bên này. Đây, 1-1 đây. Không được cho 1-1 lên 4, nhà cứng nào. Một chiếc nhà BE đến từ cái thủ chia sẻ, thêm một chiếc nhà BE nữa. Và đưa cung R ra để có thể đỡ nhà, đưa họ ra đỡ nhà. Và số thứ thì vẫn đang chiêu 1-7. Và thêm chiếc nhà BB nữa thì chim sẻ. Lọt nhà đội bạn 1-1 lên 4 xong rồi thì phải. 1-1 đánh hot.
Đã mai đơn số là 194 đến từ chim sẻ, và tuần này thì đánh cho thì ôi giời ơi các cú ơi. Ai con này đau thế anh em nhờ. Cái này phải ăn được 50 dân rồi bạn, mất quá nhiều dân anh em ạ. Tham lai đơn số là 204 dành cho game thủ chim sẻ nắng ở trận đấu này. Rồi gì rồi dân được ôi. Rồi, 2-1 được chưa anh em? Xuân Thứ vẫn đang còn mấy con chọc chọc bên trong nhà đội bạn nữa. Bắt đôi với con đạp đôi cầu 7 lên con lợn. Ai thiếu đôi không nhở? Và Gandhi lại bảo là bên đây, ok, anh dài lên 4 và đang tăng BL lên rồi. Sẽ ra lại nhiều đôi, thủ Gandhi đã có đạp đôi. Ở nhà đang bị 7 đạp lại một chút nhưng mà không sao. Đợi đi, anh cũng chuẩn bị có đạp đôi đây rồi. Chơi hết. Đấy đùa kìa cụ ơi. Ok. Xoay xoay liên tục. Ui giời ơi, cháy ruộng nhiều chứ. Ui giời ơi. À rồi. Đi ở kích ruộng và bị bom bể lọt ra. Ôi nha, không bơm được đâu nhân. Đấy mất kích ruộng. Đấy có bò cả mặt đến từ cái thủ chim sẻ. Quá đạp đôi của bạn. Có đạp 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 lại. Bộ 1 đã bắt đầu có nhiều hot hơn rồi. Bộ tên bố cho tham bé xí rồi. Đấy đạp đôi đây dài này. Phải thiếu gì không để bơm. Rồi, quyết rồi, và tỷ số là 2-1 dành cho các vị thủ chúng ta ở trong kèo 3-3 cung lừa xem. Lên 4 mới giành chiến thắng anh em ạ, mệt thật đấy. Chờ đợi trận tiếp theo sau đây thôi. 2-1. Ok chứ anh em ơi. Các cụ ơi. Doanh nghiệp của bạn đang chịu cảnh nóng bức, khói bụi ngột ngạt. Bạn lắp quá nhiều các thiết bị quạt làm mát gây tốn diện tích, tốn điện năng mà vẫn không hiệu quả. System Fan cung cấp giải pháp quạt trần công nghiệp xả cánh lớn, được sản xuất trên dây chuyền hiện đại. Chỉ với một chiếc quạt trần xả cánh lớn đã làm mát khu vực rộng từ 100 đến 400 mét vuông. Quạt có lưu lượng lên tới 750.000 mét khối trên giờ, công suất chỉ từ 370W đến 1,5 kW, giúp cho khu vực làm việc thông thoáng, mát mẻ, hạn chế ứ động khói bụi, tiết kiệm điện năng lên đến 70%. System Fan vì sức khỏe và môi trường của người lao động Việt Nam. Liên hệ ngay qua số hotline 0888318886. Chúng ta cùng chờ đợi với trận đấu tiếp theo sau đây thôi. Ôi anh em ơi, cãi nhau làm gì? Chửi nhau làm gì? Tôi mặc kệ thế giới ngoài kia như thế nào. Tôi là một bình luận viên mà anh em thấy từ trước đến giờ chưa bao giờ bị off phốt. Chỉ off phốt là bình luận ngu quá thôi. Chứ còn chưa bao giờ tôi chửi nhau với anh em làm gì cả. Nên anh em đừng cãi nhau nữa, đừng chửi nhau nữa. Game là để giải trí. Anh em hãy nhớ câu châm ngôn này. Chào bạn Lê Hoàng Hải nhá. Xin lên vào chia nào. Em chào anh Hoàng Thọ, chào anh em. Chính ra bạn khều đốt hết khéo hết nhờ. Lôi điểu à. Tránh cu bin nhé, chào anh em. Những câu chuyện mà không thuộc thẩm quyền, cũng không thuộc quyền phát ngôn của em thì tất nhiên là anh em sẽ thấy em không bao giờ nói. Thế thôi. Còn trên mạng có chửi nhau, có cãi nhau thế nào thì đấy là việc của người ta. Không phải việc của mình. Việc của em là việc đi bình luận. Thế thôi. Còn anh em cãi nhau thì kệ anh em. Mà tốt nhất là anh em cãi nhau thì mua bực vào người. Game là để giải trí, để chúng ta chỉ giải trí thôi. Xem để giải trí. Thế rồi. Còn tất nhiên là anh em xem, anh em thấy game thủ đánh hay, anh em donate, anh em thích ai, anh em donate người đó. Thích bình luận viên, donate bình luận viên. Rất ok. Đúng không ạ? Vào đây. Nhanh lên để anh em chia nào. Đã sẽ đến với trận đấu tiếp theo rồi. Chào anh Phạm Xuân Ngọ nhá. Chào anh em. Khôn như hải mõm rất tốt. Em thì cũng chưa dám nhận là mình khôn, nhưng mà về cơ bản là mình biết mình ở đâu thôi. Tốt nhất là như vậy. Chạy thôi. Đây là mất phần luôn. Rồi ta chờ đợi trận đánh lại, người bị lag rồi. Ôi, mai. Ê, vào mic rồi.
Cày ghê. Tí về vợ ấy hỏi. Nay mình gọi về muộn thế. Này anh em được dồn lên anh em đi liên hoan. Vào đây, vào đây, vào đây. Thế thì chắc chắn follow rồi bạn. Cậu cụ yes. Và nếu vậy là màu tám đến từ cái thủ chim sẻ. Một thế bài mà gỗ đầu rất là gần ở trận đấu này rồi. Đang có những đi dò tìm đồ ăn với một cánh rừng. Hôm nào phải vào xem thứ đánh kèo cơ. Anh em đánh kèo đấy. Và là đi dò chưa đồ lùa về. Đi qua tìm hiểu quả đậu chưa thấy đến từ cái thủ chim sẻ luôn. Đây là mỏ đá. Quả đâu đâu? Đây là quả phụ à? Không, quả đầu. Đây quả đầu anh em ạ. Một mỏ quả đầu đấy thì mình chia sẻ. Với 6 cây quả. Nói chẳng là làm BG. Thế là mỏ quả đầu này thôi. Làm vòng đi dò. Đây chính là BG để có thể khai thác bỏ quả đầu dành cho game thủ chim sẻ nắng ở trong trận đấu này. Và đây là máy của game thủ Gandhi. Dừng Gandhi. Học nhẹ thôi, vẫn chơi được. Chạy trận đáng huy nhá. Có hiệu đầu đến từ cái thủ gắn đi rồi, một bài đầu cánh. Một số thứ thì gần như là 100% đi dâng ngả đấy. Bạn lại không lắm à. Em chưa anh Phúc ơi. Bây giờ lập nhóm Zalo bây giờ thì có em này. Có anh Kiên này, có anh Hiếu này. Có anh Phúc này. Thêm cả anh Trần Hồng Phúc này nữa là bốn anh à. Nhóm Zalo 12 kích. Anh em chia kèo chung nhau. Hợp lý không ạ? Và anh em vừa làm chờ mình trong giây lát. Mình một chút công việc cá nhân. Xin phép anh em xuống xíu. Rồi cũng quay trở lại với trận đấu này, solo chết dần anh. Rồi vậy gắn đi solo sư tử chết một dần rồi. Đây mới hiểu được đưa về đến từ bài đấu này. Quả phụ đã có đến từ Zapper với mới hiểu đưa về. Đấy đủ đô và giải quyết nó con hiểu này thôi. Dâng đúng không bạn? Gandhi vẫn tự tin bảo vệ là sư tử dâng cánh kia. Anh ấy sẽ một miếng cánh. Có thêm một con sư tử nữa. Làm chết nhà BG luôn. Đừng chéo cái kia, dâng đầu cánh mình ấy. Ok anh đánh thế thì ai chịu được nữa đúng không ạ? Vâng, đây chim sẻ với hai voi bầy hiêu. Với một thế bài ở đầu cánh như thế này, xuân thứ thế người dâng Nga, chim sẻ nhà sẽ nhìn hơi rộng nhỉ? Cái mặt mặt giữa mặt đổ vàng thì hơi rộng này bị dâng Nga và sẽ rất là đẹp đấy. Em lập tạm cái group 12 kích rồi thêm anh em vào cho vui ạ. Ok anh ơi. Và như vậy là sau kèo đấu này thì chim sẻ nắng sẽ qua giao lưu cảm ơn và trả lời câu hỏi anh em trên kênh TikTok mới nhận được tích xanh ngày hôm nay. TikTok của chim sẻ nắng thì anh em có thể tìm trên TikTok với từ khóa đó chính là chim sẻ nắng luôn anh em nhá. Ngày hôm nay thì vừa mới có tích xanh, view được đẩy lên cao, anh em qua ủng hộ rất nhiều. Lát nữa thì sau kèo thì sẽ qua giao lưu với anh em trên kênh TikTok nữa. Trả lời một vài câu hỏi của anh em, giao lưu với anh em fan hâm mộ bên đó. Trên Facebook thì thôi. Đấy là... Đây là Fico hai voi. Trên Facebook thì có em Hải Mario gạ với anh em 12 kích thì vào nhóm. Anh em sẽ livestream hàng ngày phục vụ anh em vậy. Buổi sáng công việc thì làm thì thôi nên chiều mấy kèo 12 kích ra búc nhau. Anh em thấy như vậy có hợp lý không ạ? Đâu? Bạn dừng đi đâu này? Rồi rồi. 7 dâng vào nhà gắn đi, thế thì cái này vẫn hai người đá, anh sẽ solo cánh đâu cánh kia. Và như vậy là Xuân Thứ dâng nhầm cánh anh em ạ. Sẽ dâng cho gắn đi, à Thứ dâng cho gắn đi rồi chứ không dâng cho sẻ.
Và trước khi đến với tình huống giao tranh ở trận đấu này, tôi xin giới thiệu các bạn về nhà trợ System Fan, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio để phát triển cộng đồng ở Việt Nam. System Fan là một đơn vị chuyên cung cấp dòng quạt trần công nghiệp sải cánh lớn từ 2,4 đến 7,3 mét, lưu lượng lên đến 750.000 mét khối trên giờ, động cơ đồng bộ, nam trợ vĩnh cửu, bảo hành 3 năm, làm mát nhanh chóng, hiệu quả với gia rộng lớn từ 100 đến 400 mét vuông, tiết kiệm điện lên tới 70% và chỉ sau 1 năm các bạn đã thu hồi được vốn, tăng cao năng suất, chất lượng vượt trội, giá thành tốt nhất thị trường. Liên hệ ngay qua hotline 0883 18886 hoặc truy cập website systemfan.vn để báo giá một cách nhanh chóng. System Fan vì sức khỏe và môi trường Việt. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Và khi anh em mua hàng qua các kênh sóng của Chim Sẻ Nắng thì anh em sẽ nhận được ưu đãi mã giảm giá 5% nữa anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi xem trận thứ Giang Nga là ở trận đấu này anh em nhá. Lên sớm đấy. Đây game thủ chim sẻ. Đây hai mà. Hai chứ bảy đâu. Đây lôi áo hổ dâng A anh em ơi. Dâng vào nhà chim sẻ luôn. Các bạn dâng hết à? Hai người dâng à? Bảy dâng A, hai dâng A. Bỏ bế cho cửa mình thôi. Đây là máy của Zapper. Xin lỗi Gunny. Gunny đang đi đập lô. Chạy luôn rồi. Rồi lên Xuân Thứ đây. Hai anh em đóng VR cách nhau luôn. Và đang cố gắng để có thể đỡ nhà cho game thủ Gunny. Dành cho Rapper số từ bên này nhà BA bên phía bộ. Lập lại luôn bạn, sợ gì đó. Và thằng này là 36, mid air bạn ơi. Đây là máy game thủ chim sẻ. Sẻ đang đối đầu người cầm màu 2. Và chờ game thủ lôi lão hổ người đi dâng ra. Rồi bạn đã có 2 turn này rồi, 1-1 bắn sẻ á. Này hai người, cái kia một người thôi. Rồi Xuân Thứ sẽ cố gắng để có thể tạt té hỗ trợ chim sẻ thôi. Sẽ bị hai nhà đấm thôi. Đây màu 1 màu 2 các bạn. Điều mạnh mã và lôi lão hổ. Rồi chuẩn bị chạy hết rồi. Tạm lại 43 đến từ thủ chim sẻ đang ra để xúc người cầm 1-1 điều mạnh mã. Đây cung lờ bên phía đối phương. Hai nhà các bạn đang kết hợp với nhau để đấm chim sẻ này. Màu 2 rất là đông ở đây. Sẻ đang hit đang cung lờ cầm 1-1. Đang bay nhà vì đi xúc màu 1 này luôn thì... Tránh long sỏi nhá. Xuân Thứ tham lai là 42. Chạy dần đi. Vẫn chưa thấy nhà tiếp theo đâu thì nó Zapper anh em ạ. Đây 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 đây. Hai trong cánh dâng Nga vẽ ruộng ở nhà. Một đầu cánh chim sẻ. Cày. Tránh Xuân Hiền nhá. 41 trên 60 là tham lại tại dành cho bài đấu này. Đấy đẩy vào nhà người cầm màu 2. Người đi dâng Nga về phía đối bạn. Đây cung đờ của game thủ chim sẻ. Đây Gambo kìa. Mùa 1 đang đứng thủ đây. Tên này mùa 1 sẽ là chủ lực bên phía đối phương. Ok. Xuân Thứ đi vào bên ngoài. Sẽ đi sát mép. Tập trung công nhà mùa 1 tên này. Tham lai 40 dành cho Zapper Xuân Thứ. Gunny vẫn đang solo người cầm mùa 7 bên kia. Vào ôm mùa 1 tên này nào. Đây quân bạn dần lên trên dốc này. Xem gom gom lại đấu đi. Sẽ đâu rồi các bạn thấy không. Tham lai 40 đến từ Xuân Thứ đang đấu quân người cầm 1-1. Chim sẻ đang tin bảo vệ cũng đang vào. Sẽ tham lai 44 bay nhà rồi. Đấu được 1-1 tên này cơ. Đây nhà bạn các bạn đang bóc máy. Quân 1-1 đang rất đông nhá. Đây nhà bạn các bạn này. Màu 2 bắt đầu bị quản từ dân với chim sẻ rồi. Trận căng ý nhờ. Tham lai 4x dành cho chim sẻ nắng. Xuân Thứ đang hỏi chim sẻ nắng có đấu không. Chờ đây. Điều đầu đối phương sẽ dân gỗ. Xuân Thứ bảo vệ sợ tòe hết. Đúng bám màu 2 để cứu nữa. Chạy đây. Đây là Gunny. Gunny bên này tham lai 5x. Tham lai đang rất là to. Đây game thủ Gunny đang bắt 1-7. Phá vệ đây game thủ Gunny. Hãy ra. Hãy ra. Rồi. Bắt được 1-7 của tôi quân rất to đến từ game thủ Gunny. Sau đó đốt A các bạn và nở lại thôi. Đây đây, cố định dài này. Làm
mid này tiện lắm luôn. Đốt đốt với gà vậy đã. Cái này thì Gandhi sẽ to nhưng mà về cơ bản thì sẽ không có thể phát triển giống như G11 được. Rồi cơ cấu lại thì cái thủ Gandhi thôi. Thủ cái này hôm nay cũng thấy 2x rồi. Không phải có vai giờ nó được cho thứ luôn. Sẽ tham vai 32. Đấy đó, đấy, giữ được nhiều quân đúng không ạ? Qua 2 tỷ số sẽ là 2 đều ở trong kèo đấu này và ta sẽ có trận đấu bản lề ngay sau đây anh em nhá. 2 đều. Chờ đợi trận tiếp theo ngay sau đây rồi. Doanh nghiệp của bạn đang chịu cảnh nóng bức, khói bụi ngột ngạt. Bạn lắp quá nhiều các thiết bị quạt làm mát gây tốn diện tích, tốn điện năng mà vẫn không hiệu quả. Systemfan cung cấp giải pháp quạt trần công nghiệp sải cánh lớn, được sản xuất trên dây chuyền hiện đại. Chỉ với một chiếc quạt trần sải cánh lớn đã làm mát khu vực rộng từ 100 đến 400 mét vuông. Quạt có lưu lượng lên tới 750.000 mét khối trên giờ, công suất chỉ từ 370W đến 1,5 kW, giúp cho khu vực làm việc thông thoáng, mát mẻ, hạn chế ứ động khói bụi, tiết kiệm điện năng lên đến 70%. Systemfan vì sức khỏe và môi trường của người lao động Việt Nam. Liên hệ ngay qua số hotline 08883 18886. Rồi, anh cũng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo sau đây thôi. Vào đây, vào đây. Vào đây, chạy đây. Bản lề nhá, cố gắng lên anh em ơi. Rồi, ra đến với trận đấu này thôi. Như vậy đây là mẫu 4 trong tay của game thủ chim sẻ. Một thế bài trong cánh. Đã vào bây giờ thì bài đấu này thôi. Chưa có quả đầu và bấy hiêu đến từ game thủ chim sẻ ở đây. Bấy hiêu đầu rồi. Rồi mấy cái hiêu này về. Không, hai đi sớm không sẽ gì đâu. Nick cho hai turn lấy ra một turn mà. Đây con hiệu được đưa về đến cái khu chim sẻ rồi, bài đánh hiệu thì có hiệu trước em nhá. Đây con hiệu được đưa về đây rồi. Đây thì vị trí đóng bắt đầu mà chưa tìm thấy đâu cả. Và chuẩn bị cơ cấu chiếc bắt đầu tiên. Quả phụ quả đầu đã có. Và đây là bắt đầu trên dốc. Né được đôi sư tử kìa. Đỏ rồi, điểm. Thắng trận bản lề nào anh em ơi. Cố lên. Sao lại chán? Cay thật đấy các bạn. Gần đi à, sao thứ quay sang nghỉ ôi gần đi mà. Cố lên anh ơi, chán anh lắm rồi đấy. Xong gần đi quay sang nghỉ ôi sao thứ mà. Có mỗi cái chơi ga sai hướng thì chịu rồi. Bây giờ quay sang nghỉ ôi nhau rồi. Bây giờ bình thường thì anh em sẽ thấy là đế chế động viên được không? Công ty chúng tôi đế chế chê nhau. Đây mấy yêu được đưa về. Chết cười mấy anh em. Đây mấy yêu được đưa về. Vấy yêu 6 con. Học cách chê luôn. Vấy yêu. Quả đầu quả phụ dành cho cái vụ chim sẻ. Quả đầu hơi xấu một chút. Nhưng mà vẫn sẽ phải bổ thôi. Đánh dần ra đi dò tìm thêm những đồ ăn mới. Và giải quyết mấy cái yêu này. Đây rồi, mấy yêu đầu sẽ đưa về. À kè. Và bây giờ để khai thác một quả mình. Dành cho cái vụ chim sẻ này đáng. Đây là năm nay của game thủ Xuân Thứ với những body giỏi của mình, một thế bài ở đầu cánh, có thêm một voi bên ngoài, bài hai voi, chuẩn bị cái chiếc bé nhân đôi, ăn cả hiêu cả gỗ để cho bài đấu này, bài hai voi hiêu đầu và làm vòng đi giỏ, hai ba dân mắc binh đầu cánh, đây là của game thủ Gandhi, Gandhi đây. Xuân Thứ thì đang có bài voi hiêu rồi, mình vừa quay nhầm máy các bạn. Bài căn điểm có voi hiêu. Xuân Thứ có quả phụ. Bài được. 2-3 dân đầu cánh. Bất kể thằng nào. Đúng không bạn? Như vậy là chim sẻ quyết định dâng A cho Gandhi. Và Gandhi báo về là chuẩn. Hai mươi mốt trên 24 dành cho Xuân Thứ.
Vâng, nhưng mà bạn sẽ chống nó bảo đi dâng A thì... Lý Chuẩn Thứ bảo là đừng tin anh Hưng, bạn đánh ở nhà đi. Và một đầu cánh Gandhi và vừa trên dân trước cửa Gandhi xong. Gandhi 22 trên 24. Và một đâm vào đây thấy một quả gặp ngay con sư tử và tòe luôn hai sư tử ở đây. Gandhi cũng có quả phụ ở đây rồi. Một đó chính là tiểu mạnh mã đầu cánh này nhá bạn ơi. Cái kia bạn một là tiểu lâm hai luôn lão hổ đấy, hai con hàng cứng đấy. Ừ, trên dân trước cửa nhà Gandhi đây. Và như vậy luôn lão hổ 22 dân luôn anh em ạ. Đầu cánh cũng chuẩn thử rồi. Và trước khi đến với tình huống giao tranh ở trận đấu này, tôi xin giới thiệu với các bạn về nhà trợ System Fan, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio để phát triển cộng đồng AI Việt Nam. System Fan đơn vị chuyên cung cấp các dòng quạt trần công nghiệp sải cánh lớn từ 2,4 đến 7,3 mét, lưu lượng lên tới 750 mét khối trên giờ, động cơ đồng bộ, nam châm vĩnh cửu, bảo hành 3 năm, làm mát nhanh chóng, hiệu quả trong không gian rộng lớn từ 100 đến 400 mét vuông, tiết kiệm điện lên tới con số 70% chỉ sau 1 năm. Các bạn đã thu hồi được vốn, tăng cao năng suất, chất lượng vượt trội, giá thành tốt nhất thị trường. Liên hệ ngay qua hotline 0883 18856 hoặc truy cập website systemfan.vn để báo giá một cách nhanh chóng. System Fan vì sức khỏe và môi trường Việt. Hiện tại thì anh em nào muốn mua các sản phẩm tới từ nhà chợ System Fan thì anh em có thể mua hàng qua cái kênh sóng của Chim Sẻ Nắng sẽ được nhận mã giảm giá lên tới 5% dành cho anh em và rất mong là anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Và quay trở lại với trận đấu này. Như vậy là đang cơ cấu được nhà BA và đây là BM lên tới cái thủ Gandhi 25 dân. Vâng, Thứ và 8 lên đời sống Thứ luôn. Rồi đảo hổ. Rồi xem Thứ thôi, Thứ và rồi đảo hổ chắc là bổ nhau rồi. Tung nóc ở đây này. Đây. Để bạn đi dâng vào trong nhà chính đây rồi. 22 dân. Đúng rồi. Bây giờ tiếp theo. Sẻ chắc ta bắn cùng số Thứ luôn chứ. Ừ, thì hai thằng ra cái nào thì sẽ đỡ cái đấy nhá. 24 trên 32 là cái này xem bây giờ bạn ở đâu trong đoạn trên dốc này thôi. Không thấy luôn. Đây luôn lão hổ đang làm trò gì đây. Bốn à, dành cho anh thủ Xuân Thứ. Ồ, lên lời sớm Xuân Thứ một chút xíu anh em ạ. Bốn à. Bắt đầu kéo dân đi tìm đồ ăn hoang dành cho cái đủ số Thứ đây rồi. Hổ Thứ lên đời rất khác biệt so với phần còn lại anh em ạ. Đây. Ừ. Nhờn. Vào đây. BA đóng cạnh vào quả luôn. Đâu. 4A đến từ số Thứ bắt đầu chạy dần rồi hỏi vụt dân ăn hoang của người cầm màu 8 đó chứ anh thủ lôi lão hổ luôn. Ai à. Đó đây. Vâng, bạn là người bú bỏ quả này đấy. Nhúp luôn như sao nữa. Đi bắn nhau luôn. Với bọn tám có bắn xuất thứ không phải là vào bắn sẻ đây vậy cũng chờ. Khả năng vào sẻ luôn đấy. Đấy bắn bắn xuất thứ rồi, bắn thứ rồi. Bà đến từ cái lôi lão hổ này thì không nghe. Đây nha, đến từ cái thủ lôi lão hổ. Bài dâng 3 đến từ hổ rồi, 22 dân. Xuân thứ thì cứ ngồi lẩm bẩm một mình đấy. Thật kinh luôn. Nói nhiều thật đấy. Bạn nói nhiều hơn cả bình luận viên rồi. Rồi bạn về quản vào quả ấy kìa. Vừa đấy. Tạm lại là số là 32 cho Zapper. Bầu 7 dâng A và xúc nhà Gandhi. Thì Gandhi sẽ bị hai người đánh thì sao là sẽ ra hỗ trợ Gandhi thôi. Có 3 con thôi. Bắt luôn dân dân 52 người ở màu 8 đến từ Xuân Thứ thôi. Xuân Thứ sẽ khỏe hơn màu 8 ở cánh này. Chắc chắn là khỏe hơn. Các bạn có 22 dân 3 sao chịu được bài 4A này Xuân Thứ. Đúng không bạn? Tạm lại là số là 36. Và đang đi bắn người ở màu 8 sau đó chuẩn bị sẵn sàng một tên tạt té đây rồi. Đã nhìn thấy một tên tạt. Đây, dân màu 8 đây, rất nhiều dân. Tham lai được số là 40, thì có rapper, có quân. Và bắt dân của người cầm màu 8 đi với các bạn. Ok. 8 người phế rồi. Chả vẹo gì đâu. Có 3 rồi. Dân chạy hết rồi. Quả nó nát người luôn đúng không bạn? Đây, cái thủ chim sẻ. Sẻ tham lai 50, gần đi đang bắt đầu phải chạy nhà rồi. Bạn chuẩn bị tạt cái thằng dân Nga đi bạn ơi. Bắn đúng 7 kìa, xẻ cắm đúng 7 kìa. Không bắn tiểu lâm à? Ok. Lôi lão hổ F3. Lôi lão hổ thằng bé lắm rồi. Đây, Thứ vào bắn 7 bây giờ. Chạy đây.
8 feed rồi. Tạm lại là 41 đến từ cái thủ Xuân Thứ. Như vậy là hai anh em tranh nhau vào quả số 7. Ok. Bạn đã bơm tranh dài tí có lẽ bạn này. Ở nhà đã bị quản đến từ cái thủ Xuân Thứ. Rồi. Đi. 7 sẽ phải kịch tóc 12 giờ, 1 đã tranh gắn đi rồi. Đây, 7 đây. Đây, giữa Nga về ruộng nhà bầu kín nhà anh ạ. Quá bướng, cắt đi đang vào bắn mô 7 và thử gặp bạn ơi, gặp bên trên. Rồi, đang bắn 7 rồi nhá. Để còn ra dân nữa. Ok, xong về nghe của đấy nhở. Thứ đang mít đây. Tham lai được số là 37, nhưng Xuân Thứ với bài đánh đầu cánh của mình. Còn đây là cái thủ chia sẻ, chuẩn bị với tăng Nga thôi. Đang BC, phát triển, ở nhà bắt đầu bị mô 7 vào. Đó chính là game thủ Tiểu Lâm. Cố gắng để có thể đưa về thế mà sẻ mô 1 cân nhau. Để đang cố gắng để bắt quân được cầm 7. Sai 1 luôn được. Và tham lai 72 đang về bắt mô 7 bên phía đối phương. Sẻ chỉ đứng thủ thôi nhá, không đi được đâu, đang bị 7 vào ngoài. Đây cả 8 vào ngoài luôn. 1 cũng ốp sẻ luôn nhá, 3 người đánh sẻ đấy anh em, vào 1 đi, vào 1 đi. Và tham lai 74 dành cho chim sẻ này cũng đang bị 3 nhà ốp ở trong trận thiếu này. 3 người ốp và đồng đội cần phải đánh được mầu 1 bên phía các bạn. Mầu 7 đang quay trở lại, mầu 8 đang hốt cho BA và mầu 1 cũng đang dồn vào BA cái thủ chim sẻ nắng. Tham lai là 70 và rất đông quân tới đối phương đang kéo vào. Ui, đông thế. Mầu 1 siêu đông luôn anh em ạ. Mầu 8 thì cũng không nhiều, mầu 7 thì cũng ít thôi, nhưng mà quan trọng là kéo mầu 1 đến đông quá. Mầu 7 lại quay trở lại. Và tham lai đầu số là 58, kể cả chạy cũng được nhá, ăn một quả 7 lơ này cũng được. Thông tin đồng đội bảo bây giờ mầu 1 chết luôn rồi. Tham lai 51 thì cái thủ chim sẻ đang tụ tham. Vâng, 49 đó là thắng hiện tại dành cho cái thủ chim sẻ. Đang một mình thủ ba nhà. Đồng đội đang cố gắng để giảm áp lực cái thủ chim sẻ bằng cách đánh với nhà người cầm 1-1 bên phía đối bạn. Tham lai là số là 41. Đây là Gandhi với tham lai là 4x. Sau tân đồ cho tân đồ. Và đây là máy nguyên thủ Xuân Thứ đang bắn dân bộ 1 đây rồi. Đồng đội hết đồ đợi tí em ơi. Đấy, Gandhi bơm rồi. Và tham lai là 45 dành cho bài đấu này, đang dồn dân người cầm 1-1 bên phía đối bạn. Tham của hai người đầu cánh ra đang rất là to. Đồ đây này. Mô 4 anh em nhá, được bơm nhầm. Đồng đội nhồi đồ chia sẻ lên tham 50 và đang đỡ ở nhà. Cố gắng lên nào các cụ, quản sẵn lên đây. Tham lai 50 nhờ đối thủ chia sẻ rồi. Mình đỡ nhà đồng đội thì bắn bay hết nhà đối thủ và bơm đồ để chia sẻ nắng có thể xong quân ra quân thủ nhà. Đang dàn quân lên trên dốc này. Bài là 54. Đây, lại vào đây rồi. Các bạn vẫn chưa bỏ nhà chim sẻ nắng. Bởi vì thấy sẻ vẫn còn nhà. Gắn đi đã hết đồ luôn. Đây, một đang bị tắc quân. Sẻ đang dàn quân đấu người cầm 1 và 1 chặn mô 7. Tham lai được số là 50. Cũng với vài cuộc đời dưới dốc chưa thi đấu. Tiếp tục đồ nữa. Đã làm gì? Em chạy khéo nhá, chạy khéo tên này nhá. Tên tiếp theo. Tham lai là 47. Đấy, chim sẻ vẫn quân rồi, 7 lại đông quân, mà 7 hồi đâu rồi anh em ơi, 7 đông rồi đấy nhá. Và 4x dành cho game thủ chim sẻ trong trận đấu này. Tiếp tục đỡ nhà. Vâng, nãy giờ chỉ ăn với đỡ nhà rồi anh em ạ. Khổ đấy là trời. Vẫn còn UR mùa 1, mùa 7 vẫn đang chạy trong nhà nhá. Đây, 7 đông đấy. Và đang truy sát cung R đội bạn dành cho cái thủ chim sẻ. Đây là máy của rapper Xuân Thứ với tham lai là 46. Vâng, tôi vẫn chưa nhìn thấy ai tìm được những cơ sở của mùa 7 nhiều. À đây, Thứ vừa bắn được một tên đây rồi. Bắn được tên ruộng nhà chính của bạn đây rồi. Đây là mặt máy của Gandhi với tham lai là 60. Gandhi tham lai rất là to. Quản đốt ruộng mùa 1 đi anh ơi. Nhiều bung nhà chính đã phát triển ra bắc binh này rồi. Rồi ôm lại một tên nữa, kiểu gì là dội nhà chính kia, gặp dội nhà chính kia. Một lại về nhà chính rồi. Và Gandhi đang hơi quẩn đây. Và quản lại một đội bạn đang ngồi lại nhà chính với khoanh trụ rất là to. Sẻ cân đô được không? Rồi quyết rồi và tỷ số là 3-2. Hay quá anh em ơi.
một trận đấu mà đồng đội đã hỗ trợ rất nhiều để thủ chim sẻ nắng có thể thủ nhà và tỷ số được nâng lên là 3-2 bộ ba chúng ta. Một trận nữa nào anh em ơi, cố gắng nào, một trận nữa anh em ơi. Doanh nghiệp của bạn đang chịu cảnh nóng bức, khói bụi ngột ngạt. Bạn lắp quá nhiều các thiết bị quạt làm mát gây tốn diện tích, tốn điện năng mà vẫn không hiệu quả. Systemfan cung cấp giải pháp quạt trần công nghiệp xả cánh lớn, được sản xuất trên dây chuyền hiện đại. Chỉ với một chiếc quạt trần xả cánh lớn đã làm mát khu vực rộng từ 100 đến 400 mét vuông. Quạt có lưu lượng lên tới 750.000 mét khối trên giờ, công suất chỉ từ 370W đến 1,5 kW, giúp cho khu vực làm việc thông thoáng, mát mẻ, hạn chế ứ động khói bụi, tiết kiệm điện năng lên đến 70%. Systemfan vì sức khỏe và môi trường của người lao động Việt Nam. Liên hệ ngay qua số hotline 0883 18886. Rồi anh cũng trả lời với trận đấu tiếp theo rồi, rồi trận chung kết sớm dành cho game thủ bên phía cầu thủ Trung Quốc nha. 3-2 rồi. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Lại đen màn hình rồi. Anh em đợi tí nhá. Đã bao lần rồi sau đen màn hình thì đừng có tap nữa. Thế lại đơ lại reset máy. Mua. Anh em đợi chút nhá. Khóa cửa lại cũng vô về. Rồi, ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo anh em ơi. Đợi tí reset máy anh em ạ, máy sẽ bị lỗi rồi. Rồi vào đi, nói phép đi thôi. Cày đi chưa? Rồi, xuống rồi anh em ơi.
Đừng có IA nữa, IA không đánh được đâu. Rồi, xong rồi, và ta sẽ đến với trận đấu này em nhá. Kết thúc đi. Ui, hơn 11 giờ rồi, muộn thế nhỉ. Rồi, chúng tôi đây là màu 4 lên tiếp tục chia sẻ. Chúng ta đến với trận chung kết sớm với đội bạn. 3 giờ. Và Xuân Thứ đánh đầu cái bên kia, Gandhi dừng A. Đây là Gandhi. Xin đôi voi. Dừng đã có đấy, thủ Gandhi rồi, hiểu đây rồi. Ông voi thì hiểu cũng được. Rồi, luôn với hiểu này về. Một bài đấy lúc hiểu thì có hiểu trước, dành cho đại sư. Không thấy cả quả đầu luôn. Hai dân ra lùa hiểu. Hai dân đó phi hiểu đi cả anh. Ok. Nét. Rồi, đây có hiểu đầu tiên. Hiểu đầu thiết kế. Và luôn với hiểu này về. Bài đấy lúc hiểu thì có hiểu trước, dành cho thủ Gandhi nha. Đấy. Hiểu đầu 6 con. Hiểu đầu thiết kế. Vẫn đủ chỗ cho bốn dân khai thác con hươu đầu tiên thì sẽ không chậm dần rồi. Ok, được đóng rồi. Làm phòng đi dò và giải quyết con hươu xong với hươu đầu của mình. Ace. Lại. Ok, hươu về. Xong nghe luôn. Chưa thấy quả đầu đâu vậy. Đường quanh nhà rất nhiều nhá. Đây là máy của rapper. Bói hươu về. Đầu cánh này chắc không ai chịu được thứ rồi. Thế đầu thì kể quả đầu đang có 6 cây. Chúng ta chỉ cần thắng một trận nữa thôi là kết thúc buổi tối ngày hôm nay. Tuyệt vời luôn đúng không anh em? Bài đẹp lắm ạ. Ôi, vâng, voi hiệu quả. Đúng một vòng đủ đồ đến Xuân Thứ luôn. Hay. Một bài đấu lại chỉ 3-4% đến từ cái thủ Xuân Thứ. Còn đây là máy của cái thủ chim sẻ. 18. 17 hơi hơi rất rẻ đấy. 198 thì được dãi gắn đi Xuân Thứ 18 á. 98 nó khỏe nhờ. 98 giờ khỏe lắm rồi. Hôm nào nó tác hại mới biết thôi chứ còn. Chuẩn bị thiết kế chiếc nhà bếp đầu tiên dành cho vụ chim sẻ về đấu này. 8 giờ ra lắm. Thì đã bảo rồi. Hôm nào mà tác hại thì mới biết tác hại thôi. Không thì lâu chút nó. Gandhi bảo vệ bài mắc binh rồi. Dâng A cho vụ chim sẻ. Sẽ đánh đầu cánh với cái bài đấu này. Nhưng mà đồ ăn nó chưa có nhiều. Gandhi vẫn chưa lấy quả đầu á. Thế mà đã mắc binh. À đây chứ đâu. Voi đưa về đấy. Còn mỗi chấm đen cũng không giờ. Ba voi bấy hiêu mỏ quả dành cho thủ Gandhi vào giải quyết voi này thôi. Có voi đầu tiên thì cho anh. Có thêm cả bấy hiêu nữa bên ngoài. Ai da. Nó là năm voi anh em nhá. Ba voi cũng kể hết được. Điều. Thế thì mấy gì có 3. 4. 6 hay không đây này. Rồi đưa voi này về. Ra sẽ có một bài đấu dâng A đến từ cái thủ Gandhi. Và con voi tiếp theo sẽ đánh đưa về đây rồi. Tiếp tục. Áp ghi nhá. Dân 6 bây giờ rồi đấy. Đây là con voi thứ 3 dành cho game thủ Gandhi. Ok. Ấy. Rồi, kết 2. 24 dân đấy. Ừ. 5 voi luôn. Kích. Rồi đưa voi về. Phải cầu 2 voi. Gandhi dâng, Gandhi dâng. Yên tâm, dâng xuống 4 giờ, không chéo, à không nhầm đâu. Vâng, phải cầu hai voi dành cho cái thủ Gandhi. Và trước khi đến với tình huống giao tranh ở trận đấu này, tôi xin giới thiệu các bạn về giải chợ System Fan, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nam Studio để phát triển cộng đồng AI Việt Nam. Giải chợ System Fan tôi là đơn vị chuyên cung cấp dòng quạt trần công nghiệp sải cánh lớn với rất nhiều những sản phẩm dành cho anh em từ 2,4 đến 7,3 mét, lưu lượng lên đến 750 mét khối trên giờ, động cơ đồng bộ 5 chấm vĩnh cửu, bảo hành 3 năm, làm mát nhanh chóng, hiệu quả trong gian rộng lớn từ 100 đến 400 mét vuông, tiết kiệm điện lên tới 70% và chỉ sau 1 năm các bạn đã thu hồi được vốn, tăng cao năng suất, chất lượng vượt trội, giá thành thì tốt nhất thị trường. Anh em có thể liên hệ ngay qua số điện thoại hotline 0883 18856 hoặc truy cập website systemfan.vn để được báo giá một cách nhanh chóng. Systemfan vì sức khỏe và cộng đồng bộ vì sức khỏe và môi trường Việt. Hiện tại thì anh em có thể mua hàng qua kênh sóng của Chim Sẻ Nắng Studio thì anh em sẽ được nhận máy lại giảm giá lên tới 5% và rất mong là anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Em chào anh Tú Hưng Yên nhá. Hello anh Giang. Thắng trận này chứ em lắm ơi, thắng anh ơi. Mua nào được. Kết thúc rồi, đừng chặt gỗ để gắn đi. Rồi, xe máy Zapper, đầu cánh, 24 dân. Số thứ lên được sớm nhất bản đồ, trận nào cũng thấy nhảy vạch lên sớm nhất này. Rất đều. Xa đấy. Không ra giữa giữa thì đây. Đâu đây đâu, sau cái dương này. Bài này bạn đã nhiều dân.
Bên mình có hai người lăn xả đánh 24 dân rồi. À, 7 7 7 7 7. 7 nha. Và 3 dân đi đâu đây? Nâng cấp bánh xe. Được, nếu anh thích thì anh Nama luôn. Em có gì ngoài sức khỏe đâu, đúng không bạn? Mình không gì ngoài sức khỏe cả, Nama luôn. Hai ba dân Nama đi rapper. 26 dân, 200 sắc dân chéo cái kỹ sao ấy. Rồi ta phi hiểu thôi. Tôi sợ bộ bảy giờ từ đầu cái bên này đứng chéo thành cái bên kia. Thì giống như cái trận mạnh tân gặp bóng 6 bộ 7 đây. Bắn qua 7 và bắn ôm trên trong cái luôn. Đừng chéo với chúng tôi. Thêm cho bé nữa, chỉ sợ đồng đội cái không chịu được đúng không bạn? 5 ma đến từ cái thủ sân thứ thôi. Đây, nhà bộ 7 đây. Nhà không có gì luôn đấy. Lên. Bỏ nữa thêm một con. Đấy, 7 chiếc chéo mà. Ra 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 đúng không bạn? Mà lại đánh 5 ma. Thôi cứ ra đi. Vâng, 30 trên 32, đó là thằng này tại này, nó rapper. Bắt ra thì phải ra thôi, chứ bây giờ mới làm nào. Thì bắn 1 của đội bạn thì thế rồi, xong 4 A thôi. Quả đây, tại 3 dân lúc nãy đi đâu rồi. Đây, bạn đi qua bỏ gỗ lúc nãy bạn đi dò thấy đấy. 6 đầu cánh chim sẻ, 7 đầu cánh bên này, và sẽ có người cầm màu 1 ở trong cái game thủ tiểu ánh mã. Cho thứ bắt đầu bắn được màu 7 rồi, nhà trắng trơn luôn, bay hết luôn. Em chạy phúc nhá, đúng anh, đúng anh vào xem hơi muộn nhở. Anh không vào xem kèo solo bật hay quá anh ạ. Sẻ bắt đầu bị chơi rồi. Đấy, thủ chim sẻ phải tham lai 40. Đang đào cả đá. Và đó là 7, thêm mà bóng 6 lên bắn luôn. 67 đang ôm chim sẻ, một khả năng cao ra được hơn kia. Và tham lai là 43, đến từ cái thủ chim sẻ nắng. Và Gandhi đang muốn kịp 1-1, sẻ đang gỡ hai nhà. Trở đây. Tham lai là 41 dành cho cái thủ chim sẻ. Và đang bị một bạn ôm vào. Thì là 7 với cả người cầm 6, đó chính là cái thủ đôi lão hổ và cái thủ tiểu lâm. 7 thông tin bảo vệ đã fit sâu, cố gắng nào. Sẽ đang có vài năm mà đỡ. Gandhi đang không về cứu. Sẽ ăn máy của ý thủ Gandhi. Gandhi tham lai đời số là 4x cũng đang là... Và màu 6. Đấy là đục màu 6 rồi. Ôm nhà màu 6 luôn rồi ý thủ Gandhi. Màu 6 sẽ không dồn quân lên được nữa đâu. Cố đỡ đi. Sẽ cố đỡ tuần này. Gandhi đang đục màu 6 rồi. Còn đâu màu 1 thì Xuân Thứ sẽ người tàn. Tham lai Gandhi là 4x. Với bài đầu đi dâng ngả mình màu 6 cũng đang bay hết rồi. Thì bắt quân đi. Màu 1 đang ốp EA đi dâng cái thủ Gandhi. Là ok anh Phúc ơi. Mùng 4 tháng 5 anh lên lấy xe. Có gì dành cho ít thời gian, ok anh. Tiện cao xe mới anh dài luôn đúng không ạ? Không, một đốt A gắn đi rồi. Đó, có một tên đi đốt A, ô ba gắn đi. Đây hôm nay một rapper. Rapper tham lai 52, có 6 bay rồi đấy. Xe bên này tham lai 5... xin lỗi số thứ tham lai 5X đang đấu với người cầm 1-1. Vẫn đang dùng con lên giá rất đều đi bạn ơi. Có hai gỗ hủ đây, ok. Thế có hai phát triển đến xuân thứ sẽ phải vừa ăn hoa vừa ra ruộng để trở thành một chủ lực nữa của chúng ta. Nhưng mà sẻ đầu cánh đã bị ốp rất nhiều. Đây thủ chim sẻ tham gia 40 rồi. Bây giờ tân đồ đồng đội đang về bắt nốt 17, 17 không nhiều nữa rồi. Bóng 6 cũng sẽ không dồn quân lên được nữa. Và tham gia 40 đến từ cái thủ chim sẻ vẫn đang đỡ được nhà mình. Vẫn còn tham. Và đang cơ cấu hồi lại, nở lại. Thế mà cũng dễ để có thể cơ cấu thì thủ chim sẻ thôi. Đây 17 đây. 6 thì yếu rồi. Nhưng mà chắc sẽ về nhà hồi lại. Quân ruộng còn rất nhiều, bắt được quân bộ 7. Bộ 7 thì bị Xuân Thứ bắn từ đầu, fit hơi sâu rồi. Tham lai 5x dành cho rapper Xuân Thứ, chúng ta có chim sẻ và Xuân Thứ to. Thế này thì Gandhi tham lai cũng đang số 41. Bắn lại vòng 6 tơ nữa. Ở nhà đang bị bộ 7 quản, chạy đi, giữ dân nào. Bộ 7 còn khoảng mười mấy cung đường anh em nhá. Bộ 1 đang rút PA của anh Gandhi. Đây Xuân Thứ, úi giời ơi, bộ 7 chết mười mấy dân nhá. Đây là Bada, nó kia Bada đó các bạn. Bộ 7 chết nhiều dân lắm đấy. Và một cùng Xuân Thứ đấy anh ơi, Xuân Thứ đông lắm. Tham lai Xuân Thứ là 62 đang gọi Gandhi vào cùng với game thủ Xuân Thứ để ốp nhà của Tiểu Mạnh Mã. Và bên này thì chim sẻ tham lai 51 đang tìm quanh nhà mình xem quân màu 6 màu 7 đâu rồi. Gandhi sẽ đi từ 6 giờ vào nhà màu 1 đang to nhất nam. Và tới này thì đồng đội sẽ đấm màu 1, màu 1 sẽ top lại và sẻ sẽ phải nở ra. 52 đó là tham lai của game thủ chim sẻ. Đây hôm nay của rapper bắt đầu vào màu 1. Đây cung đầu bên phía đối phương, biết là đội bạn sẽ ra bắt được đứng quân kê luôn, tóm luôn. Gandhi đâu rồi? Gandhi đang bắn ở mặt kia, không cần vào đi Xuân Thứ ốp một thì cũng đã dãy đẩy lên rồi anh em ạ. À. Quá khỏe lên rapper. Khỏe đấy rồi. Năm mắt vẫn đều.
Đang bắn ở BA đây rồi. Ở nhà bị ông 7 ôm kệ luôn. Đây đang ăn hoa quả rồi. Không quan tâm. Gì? Đây con cung đường của cấp 1 game thủ tiểu mạnh mã. Xuân Thứ cũng đã có công nghệ chặt gỗ 2 và gần đây bắn giữa ruộng. Vâng, đội bạn đang có quân ở nhà nữa anh cứ đấu đi. Không đủ điều là hai mặt trận đâu. Timeline đường số là 29 nhưng Gandhi đang khô máu như cấp 1 luôn rồi. Xuân Thứ đang ốp nhà bè bên phía đội bạn. Dí quân sát vào bắn anh ơi, là nó hết rồi. Đấy, thế thôi. Chạy ngay, chả chạy vậy. Không phải e đến vị thủ Gandhi. Đây hôm nay vị thủ Xuân Thứ vẫn đang ốp mặt nhà bè. Gandhi sẽ phải dồn ra mặt bè này luôn, nó kéo hết bè rồi anh ơi, ra đi. Đồng đấy. 34. Vâng, đang thiếu hết tham với người cấp 1 dành cho bộ đôi Gandhi và rapper Xuân Thứ. Tham lại là 33, như vậy là té rồi. Té đi quả lại màu 7, màu 6 đấy anh em ơi. 7 giữ mấy cung đường đi quả Xuân Thứ khá là khó chịu. Đây là máy nguyên thủ chim sẻ, tầm này sẻ to nhất map với tham lại là 64. Ra ruộng, phát triển. Nãy giờ vừa tập trung lên công nghệ nên là chưa nở tham một cách quá bốc binh. Đốt bè đi dâng người cấp 7. Làm vòng đi dò, quả lại màu 6 đây. Và tham lai 70 thì mới thủ chim sẻ rồi. Bây giờ mới xong quân, nãy giờ đang lên công nghệ ra dân anh ơi. Đây ăn máy của ý thủ Gandhi đi quản lại bộ 6 đội bạn. Đây, đội bạn đang ngồi nhà chính thôi. Và Gandhi bắt đầu kéo dân về nhà chim sẻ rồi, chạy vào 3 giờ có cái dưng to anh ạ. Tham lai 27 thì mới thủ cái thủ Gandhi, đang bắn dân người cả 16. Bình góc 6 giờ có cái dưng không biết đâu có gỗ đấy không anh ơi. Chạy nhé. Đi vào anh ơi. Đấy. Ăn rồi, mình ăn tiếp. Rồi, thằng kẻ đi. Tham 2x, màu 6 bắt đầu có quân rồi, trẻ nhá. Đây là cái thủ Xuân Thứ với tham 22, Xuân Thứ cũng bắt tham rất sâu rồi. Thủ tham đóng mình về tham 2x luôn, màu 7 bắn một tơn đau thế. Khả năng thứ 7 nó ngồi bên nhà mình đấy bạn ơi. Và như vậy sẽ bị ốp luôn. Đông đấy, trẻ đang còn hơi chậm và bạn quyết định ốp luôn. Có ai vào màu 6 ngay đi không? Một 1 đi tơn nhẹ nhàng. Thủ màu 6 thì đang khá đông quân. Cả 1, cả 6 ốp sẻ tơn này. Đầu sẻ chưa đổ máu. Tham lai là 90 thì đối thủ chim sẻ vẫn nâng cấp công nghệ đầu máu và tăng thêm nghiệp lúc 2 VA nữa để có thể đỡ nhà. Không biết kịp hay không, đây là bạn cũng lao bên trong rồi. Vậy e. Đông này bạn ơi, chưa chắc sẻ đỡ nhà đây này. Vâng, cả bộ 7 vào luôn này. Vâng, 3 nhà bạn quyết định ốp chim sẻ khi nhận thấy sẻ đào vàng. Và rất đông quân đội bạn đang lao vào, sẻ đã phải dùi quân. Ây à. Tham lai 8x dành cho đối thủ chim sẻ. Chưa, đã mất nhà đâu. Vâng, thực đang rất khỏe. Xuân Thứ ăn được màu 60 mấy dân rồi. Đội bạn đầu lao vào ruộng với vụ chim sẻ nắng. Thực rất nhiều, quan trọng bây giờ là thời gian để nở quân thôi. Cố gắng tụ quân nào, màu 7 bắt đầu lao bên trong. Đóng cả bên trong góc 3 giờ để giữ vụ chim sẻ để đỡ nhà mình nữa rồi. Vâng, tham lai là 7x dành cho bài đống này. Về đỡ đi, về đỡ đi, về đỡ đi. Vâng, đồng đội cần phải về đỡ nhà với thủ chim sẻ. Đây là máy của thủ Gandhi với tham lai là 27. Có bao nhiêu kéo hết về nhà sẻ đây rồi. Xuân Thứ kéo đốt tên này về. Đây bắt được dân màu 6, đang về. Đây gặp cung đường màu 1 đây rồi. Đây là cái thủ chim sẻ. Sẻ bên này tham lai là số đó chính là 8x. Và đang giật quân bên trong. Và đang đục nhà để lao vào nhà chúng ta. Phải bỏ cái BA bên ngoài này rồi để sóc BA bên trong. Cố gắng giật quân bên trong nào. Ok. Thì một quan trọng là tấn quân trong nhà này ai đỡ hộ thôi. Ở trong nhà chính luôn. Bác dân nó vụt hay gì không? Và tham lai là 71 đến từ cái thủ chim sẻ. Một sẽ lại đi thêm quân nữa đấy. Và rất nhiều thừa lực đến từ cái thủ chim sẻ. Vấn đề là thời gian nở quân và tụ quân. Nó cần rất nhiều thời gian để cho cái thủ chim sẻ nào. Và nè nè là dàn lên. Vào đây tham lên. Và tham lai là số đó chính là 65 để cho cái thủ chim sẻ. Còn 17 trên này nữa. Chưa, ở trong vẫn còn anh ơi, trong vẫn còn 17 nữa. Phải sắp ép chỗ anh vừa bị bắn đấy, chỗ anh ngồi kìa. Đấy, cung đầu 1 đang dồn lên. Và màu 6 game thủ lôi đáo hổ đang dồn vào bên trong để có thể chơi chim chạy ngáng. Tham lai được số là 58 giờ bài đấu này. Chuẩn bị hết thịt. Vẫn đang gông mình để đỡ nhà thì anh thủ chim sẻ. Đấy, cung đầu 7 tóm được tên này rồi. Tôi cấu lại ruộng đường nhanh nào. Vâng, dân gắt đi kìa, dân gắt đi kìa. Đấy, cung đầu 6, bắn đi anh ơi. Tham lai là 58 thì cho anh thủ chim sẻ. Đấy, cung đường 1-1 đang dồn lên. Ăn máy của Gandhi với tham lai 33. Và đang bắt cung đường 1-6 trong này. Xuân Thứ bên này tham lai là 29. Đang móc máy nhà người 1-1. 1-1 đang cơ cấu lại khá là khỏe rồi. Càng phết anh em ạ. Sẻ dịch mưa dừng một tân. Lên công nghệ và ra dần sâu quá. Bên này cái thủ chim sẻ tham lai là 44. Và chưa bắt hết cơn ở phía đối bạn. Còn vài cung đường 1-6 bên trong nhà phải cơ cấu lại ngay. Rồi xong rồi. Có lại nhà nào.
Nhanh nào. Vẫn ra được đủ đều quân, nhưng mà vấn đề là Momo sẽ siêu to. Momo sau tuần này vẫn đỡ siêu to anh em ạ. Đang thăm Cosby này lại. Tớ đánh... Thông tin bảo vệ thăm cân, xuống thứ thông tin bảo vệ đang đỡ được rồi. Sẽ bị quản lại với hai bạn đây. Đấy, xuống thứ thăm lại bài và đang bóng máy quay nhau Momo chuyển con trọng trọng với bạn ơi. Quên. Đấy, gắn đi với thăm lại xuống bài và đang có quân đi quản và hồi lại rất mạnh đến từ gắn đi đây rồi. Hơi chủ quan. Không ra quân mà sắp dựng một tơn thành ra bị đội bạn đấm một pha khá đau đến từ cái đội chim sẻ. Ôi, bắn đi ăn em gì đi đi cũng khác. Và đây cái thủ Xuân Thứ với tham này là số là 36. Số 7 đang bắn lại quanh nhà của rapper Xuân Thứ rồi. Đây, dùng 1-1 đây. Tỉa tỉa đi. Chuyện có chọc chọc đi thôi. Lại bị ôm tiếp à. 1-1 lại ôm chim sẻ đáng tiếp. Gắn đi sẽ lại kéo quân về để đỡ nhà cái thủ chim sẻ rồi. Dần vẫn rất nhiều, hoàng ruộng còn nguyên. Tự đỡ được anh ơi. Tờ này tự đỡ được, tờ này thì nhẹ nhàng. Rồi, quyết rồi và tỷ số là 4-2 thì cái thủ chúng ta sợ quá ông sẻ ơi. Yêu quân ông đánh quả hơi chủ quan. Ngồi sau dần láo quá. Vâng. Yêu quảng này anh em ạ. Yêu quảng trận đấu này nhưng mà quan trọng là chúng ta vẫn có chiến thắng dành cho bộ ba game thủ chúng ta. Và kết thúc buổi tối ngày hôm nay với hai chiến thắng dành cho game thủ đến từ Việt Nam. Sẻ giành chiến thắng 4-3 trong kèo solo và 4-2 trong kèo 3-3. Kèo đó chúng ta sẽ khép lại tại đây và một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý khán giả và bạn. Và anh em có thể chuyển sang kênh TikTok Chim Sẻ Nắng để Chim Sẻ Nắng giao lưu cùng fan hâm mộ trên kênh TikTok anh em nhé. Và trước khi khép lại buổi tối ngày hôm nay thì xin cảm ơn nhà sở xin được fan đã tin tưởng và đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio và anh em có thể sang kênh TikTok để giao lưu cùng Chim Sẻ Nắng anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều.